Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 52. Ra đầu lão già họ Mạc run lên, tên nhãi danh này chết chắc rồi, vậy mà lại dám giết người của gia tộc thần huyết. Lão Chu và lão Bạch liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận ra được sự khiếp hãi trong ánh mắt người kia. Đế Khởi La nấp sau lưng Đế Khuyết, luồng khí tức kia khiến cô ta khiếp đảm. Ông nội, cậu ta chết chắc rồi nhỉ? Đế Khuyết u ám gật đầu, tên này chết chắc rồi. Cứu được. Advertisement. Đế Khởi La vừa mới mở miệng. Cô ta còn chưa kịp nói hết câu. Không được. Đế Khuyết cắt ngang lời cô ta, Khởi La, chỉ vì cậu ta mà đắc tội tám gia tộc thần huyết là không đáng. Advertisement. Nhưng mà cậu ta đã cứu cháu. Đế Khởi La cúi đầu. Đế Khuyết lạnh lùng lắc đầu, chúng ta đã giúp cậu ta một lần rồi, chuyện ân nghĩa đã thanh toán xong. Có sống sót hay không vậy phải xem số mệnh của cậu ta rồi. Trịnh Lôi Vân hung tợn nói, Hoàn Nhi nhà bọn tao đã phản tổ huyết mạch, thức tỉnh thần huyết. Thế mà mày lại tàn nhẫn giết chết Hoàn Nhi, quả thật không thể dung thứ. Khí thế ngút trời từ từ dồn tới chỗ Diệp Bắc Minh. Một trưởng ập tới. Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười to tướng, ha 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 ha, cháu trai của các ông là người. Vậy sư tỷ của tôi không phải là người à? Cút khỏi đây đi lũ già khốn kiếp kia. Người như các ông nên chết hết đi. Huyết Long, Tổ Long, Long Hồn và Long Mạch gào thét. Diệp Bắc Minh không hề do dự sử dụng kiếm càn khôn chấn ngục chém tới. Trịnh Lôi Vân cảm nhận tử vong đang ập tới chỗ mình bèn nghĩ thầm, một kiếm kia có thể giết mình sao? Không thể nào. Lão Phu đang ở cảnh giới vực vương, cho dù tên nhãi này có ngược đời đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào giết mình được. Trịnh Lôi Vân vô cùng tự tin. Ông ta bèn giơ tay lên định tóm lấy kiếm chấn ngục. Răng rắc, cánh tay Trịnh Lôi Vân bị chém tơi tả. Á, này, Trịnh Lôi Vân quá đỗi sợ hãi. Định bụng lùi về sau. Diệp Bắc Minh nào cho ông ta cơ hội ấy, anh thi triển ảnh thuật áp sát ông ta, kiếm chấn ngục chém tới. Phụt. Máu bay đầy trời. Trịnh Lôi Vân, hy sinh. Mẹ ơi. Quảng trường học viện giám sát rộ lên từng tiếng than khiếp hãi. Trong mắt tất cả mọi người như sắp rớt ra ngoài, đó là một vực vương đấy. Một vị vực vương mà lại bị thanh niên hoa tộc dùng một kiếm chém chết ư. Vãi đạn. Á. Đế Khởi La hoảng sợ hét lên, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Mẹ ơi. Cả đám lão Mạc, lão Chu và lão Bạch cứng đờ người, ngây sững tại chỗ. Vãi. Đế Khuyết trợn mắt suýt lòi cả tròng ra ngoài, thanh kiếm kia có lai lịch gì thế? Sau lưng lạnh toát mồ hôi hột. Khi ông ta kiểm tra Diệp Bắc Minh, nếu tên này dùng thanh kiếm kia thì... Đế Khuyết không dám nghĩ ngợi gì thêm nữa. Bảy vị vực phương còn lại cũng hoảng sợ. Tên nhãi này là yêu nghiệt phương nào thế? Ánh mắt Lý Thái Hư trầm xuống, nhìn chằm chằm vào kiếm càn khôn chấn ngục, danh con, lão phu muốn mạng của mày, mà thanh kiếm kia lão phu cũng muốn. Diệp Bắc Minh hét lên, ông là cái thá gì chứ? Trong vòng 10 giây... Tôi sẽ chém chết ông. Ngay sau đó, mọi người kinh hoàng nghẹn họng chết chân. Diệp Bắc Minh bước ra, chủ động tấn công Lý Thái Hư. Vãi trưởng! Cậu ta bị điên rồi à? Cảnh giới thần vương mà dám chủ động tấn công cảnh giới vực vương ư? Đây đâu phải chỉ là chênh lệch mấy cảnh giới lớn không đâu mà là sự chênh lệch giữa trời với đất đó. Tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Thế nhưng Đế Khuyết hơi sững sờ, tên này lấy dũng khí từ đâu ra chứ? Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh cũng giống lên, hôm nay, ông đây phải giết tận hứng mới được. Tháp càn khôn chấn ngục, mau cho tôi sức mạnh, giết. Diệp Bắc Minh tôi thề nợ máu phải trả bằng máu, dựa vào sức mạnh long mạch cho mình, giết. Giết, giết. Những gì nhị sư tỷ gặp phải đã khiến máu nóng trong Diệp Bắc Minh sôi trào. Gầm gừ. Hư ảnh của Huyết Long, Tổ Long, Long Hồn và Long Mạch được tháp càn khôn chấn ngục tiếp sức mạnh trông chân thật hơn nhiều. Lý Thái Hư thấy Diệp Bắc Minh chủ động tấn công mình thì hơi sửng sốt, tên chó chết này, lão phu chẳng biết mày lấy can đảm đâu ra nữa. Kiếm chạm. Thương khung.
Lý Thái Hư lạnh lùng phun ra bốn chữ. Ngay sau đó, một thanh kiếm thần hiện lên, khi nó chém xuống, dưới quảng trường như hiện lên mấy chục nghìn bóng kiếm khác nữa cùng chém xuống người Diệp Bắc Minh. Đế Khuyết nhíu mày, lão già này lại tiến bộ rồi. Diệp Bắc Minh quát lên, chơi chiêu hoa mỹ như vậy có hữu ích gì không? Kiếm chấn ngục trong tay anh quét ngang qua mấy chục nghìn bóng kiếm kia. Rầm. Kiếm chấn ngục quay cuồng, tiếng va chạm vang lên. Mấy chục nghìn bóng kiếm kia vỡ nát tan tành như thủy tinh. Này, không thể nào. Lý Thái Hư khiếp hãi. Diệp Bắc Minh chả thèm làm nhảm, kiếm chấn ngục chém xuống Lý Thái Hư. Luồng khí tức tử vong ập tới chỗ ông ta. Lý Thái Hư cảm thấy không ổn, định vùng vẫy khỏi sát ý của kiếm chấn ngục. Nhưng ông ta kinh hoàng nhận ra bản thân mình không thể nhúc nhích nổi. Tiêu rồi. Lý Thái Hư lạnh người, ngẩng đầu nhìn kiếm chấn ngục đang chém xuống chỗ mình, trong mắt thoáng hiện lên sự hoảng sợ vô tận. Lý Thái Hư ông làm gì đó? Mau tránh ra chỗ khác đi. Các phực phương còn lại hét to. Á! Lý Thái Hư thét lên, nổ tung hóa thành một đống máu. Ôi! Advertisement! Trái tim mọi người run sợ như sắp nhảy ra ngoài. Các ông đều đáng chết hết. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh di chuyển. Tháp càn khôn chấn ngục, ông còn bao nhiêu sức mạnh thì dùng hết cho tôi. Advertisement! Lũ chó chết đó, một tên tôi cũng không tha đâu, tất cả đều phải chết hết. Tháp càn khôn chấn ngục phấn khích nói, nhóc con, có những lời này của cậu là đủ rồi. Lũ kiến hôi ấy ở trước mặt bổn tháp là cái thá gì chứ? Vừa dứt lời, kiếm càn khôn chấn ngục như cây khô héo úa sống lại, mũi kiếm sắt nhọn sáng bóng. Diệp Bắc Minh nắm chặt bàn tay, giết. Anh điều khiển tháp càn khôn chấn ngục chém vào sáu tên vực vương còn lại kia. Mình đang nằm mơ đấy à? Thấy cảnh đó, mọi người bị dọa mém chết. Diệp Bắc Minh chỉ dựa vào sức mạnh của cảnh giới thần vương giết chết vực chủ đã đủ khiến người người khiếp hãi rồi. Lẽ nào anh còn có thể một mình cân hết sáu vị vực vương hay sao? Chấm chấm chấm. Chấm 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 chấm. Thằng nhóc hoa tộc kia, mày tưởng rằng mình là Diệp Phá Thiên năm đó sao? Cổ Thiên Xuyên quát lớn, giết. Khuôn mặt Lục Nguyên dữ tợn, nhanh chóng lao tới, Diệp Phá Thiên là thứ phế vật gì? Còn không phải bị tổ tiên bọn này giết chết sao? Đôi mắt Hoàng Phủ Phong Tà lạnh lẽo, quả quyết ra tay, dù có là Diệp Phá Thiên sống lại, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Chấm chấm chấm. Giết. Phong Vu Cấm bỗng giẫm chân thật mạnh, toàn bộ quảng trường rung lên như bị động đất. Hai tay Bắc Minh chính hợp nhất, một ngọn lửa màu xanh lục ngưng tụ, đánh úp về phía Diệp Bắc Minh. Cơ Vân Thương hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Thằng chó hoang, mày giết cháu gái của lão phu, để mạng lại đi. Một giây sau, kiếm càn khôn chấn ngục ngưng tụ ra một đạo kiếm mang màu đen, đột nhiên biến khổng lồ, mạnh mẽ chém xuống. Tiếng loảng xoảng long trời lở đất vang lên, toàn bộ học viện giám sát chấn động. Sáu người đồng thời bay ngược ra ngoài. Cơ thể đập thật mạnh xuống đất, cuốn lên bụi mù đầy trời. Trên mặt đất lập tức xuất hiện sáu khe rãnh sâu hõm. Mày, phụt. Cổ Thiên Xuyên không ngừng kêu lên đau đớn, một cánh tay và một cái chân nổ tung. A. À. Xương sống Lục Nguyên đứt gãy, kêu thảm thiết như chó chết. Đôi mắt của tao, không. Hai mắt của Hoàng Phủ Phong Tà bị kiếm khí làm nổ tung, kinh mạch đứt từng khúc, đan điền sụp đổ. Sao có thể, đây là kiếm gì vậy? Thân thể Phong Vu Cấm cũng bị nổ. Nửa người dưới hoàn toàn biến mất. Bắc Minh chính thì không ngừng phun máu tươi, tứ chi đứt đoạn. Phụt. Cơ Vân Thương hộc ra một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng vỡ vụn. Xung quanh lặng ngắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời gian như bấm nút tạm dừng, ai ai cũng há to miệng. Mọi người nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh trên quảng trường như thấy quỷ. Một giây sau. Ầm ầm. Hoàn toàn bùng nổ. Trời ạ, tên hoa tộc này thế mà thắng. Chẳng lẽ hoa tộc sẽ lại quật khởi sao? Cảnh giới thần vương đối đầu với tám cảnh giới vực vương, giết chết hai người,
làm thương nặng 6 người. Sau trận chiến này, e rằng cái tên Diệp Bắc Minh Hoa tộc sẽ vang vọng khắp đại lục huyết thiên. Hoa tộc quay trở lại. Ánh mắt vô số người rung động mạnh, không ngừng co rụt lại. Giọng nói của đế khởi la run rẩy, bị dọa đến ngồi xổm trên mặt đất, ông Chín, ông có thấy không? Anh ta thắng rồi. Cả người đế khuyết cứng nhắc đứng tại chỗ, ông ta còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh chắc chắn phải chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tên này rõ ràng mới cảnh giới thần vương. Vừa rồi, hơi thở của cậu ta đột nhiên tăng vọt gấp gần 100 lần. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu ta đã làm thế nào? Vấn đề từ thanh kiếm kia sao? Đế khuyết nhìn chằm chằm kiếm càn khôn chấn ngục. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tiểu tháp, tại sao không giết được tất cả bọn họ? Tháp càn khôn chấn ngục suýt chút nữa hộc máu, mẹ, thằng nhóc cậu còn chưa thấy đủ hả? Đây là 6 tên vực vương đấy, sức mạnh bị phân tán. Nếu như chỉ có một người thì có thể giết chết lập tức. Cậu thấy đủ rồi đi. Diệp Bắc Minh không hỏi thêm nữa. Anh đi đến trước mặt mấy người Cổ Thiên Xuyên, Lục Uyên, Hoàng Phủ Phong Tà, Phong Vu Cấm, Bắc Minh Chính, Cơ Vân Thương. Không nói không rằng. Giơ kiếm càn khôn chấn ngục lên. 6 người mặt xám như cho tàn, ngước nhìn Diệp Bắc Minh như mấy con chó chết mày. Đột nhiên, chỗ sâu trong học viện giám sát truyền đến một giọng nói đầy uy nghiêm, Dư Nghiệt Hoa tộc, cậu đã giết 2 người, đủ lắm rồi đấy. Chẳng lẽ cậu cũng muốn giết cả 6 người này sao? Không nhìn xem đây là địa phương nào. Vừa dứt lời, một bóng người già nua đạp không khí tới. Hốc mắt lão ta hõm sâu, làn da khô héo. Nếu lão ta nhắm mắt lại, quả thực chẳng khác gì một thi thể. Viện trưởng! Sao ngài lại xuất quan? Trong lòng mọi người học viện giám sát cực kỳ chấn động, sôi nổi cúi gập người 90 độ. Tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở, nhóc, cẩn thận. Người này là cảnh giới vực chủ, cùng một cảnh giới với các sư phụ của cậu. Sắc mặt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, cùng cảnh giới với các sư phụ của tôi. Khoảnh khắc đế khuyết nhìn thấy lão già kia, ông ta hít sâu một hơi, là lão ta. Lão ta còn chưa có chết. Con người lão già động lại, nhìn về phía đế khuyết, người của đế tộc đúng không? Chính các người dẫn kẻ này đến hả? Nếu có cơ hội, lão phu sẽ đích thân đến đế tộc một chuyến. Con người đế khuyết co rụt lại, lão già mặt không biểu cảm nhìn Diệp Bắc Minh, trong giọng nói mang theo ý lạnh như băng, tên nhóc kia, cậu thân là Dư Nghiệt Hoa tộc lại dám coi rẻ quy tắc thế giới, mạnh mẽ đi vào đại lục huyết thiên. Cậu đã phạm vào tội chết, nếu cậu chịu bỏ vũ khí đầu hàng, lão phu có thể cho hoa tộc một cơ hội, chỉ giết mình cậu. Chấm chấm chấm. Nếu không, cậu và hoa tộc sau lưng cậu sẽ vĩnh viễn không vươn lên được. Diệp Bắc Minh sải bước lên trước, ông thì tính cái thá gì? Cũng xứng thẩm phán hoa tộc. Trời à! Trên quảng trường, mọi người bị dọa sợ, đều lùi lại. Advertisement. Ai cũng hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Lão già vẫn trưng ra khuôn mặt không biểu cảm, lão phu đã cho cậu cơ hội, chính cậu không biết trân trọng. Vậy cậu đi chết đi. Đang muốn ra tay. Giống. Đột nhiên, tiếng rồng ngâm truyền đến. Cảnh tượng khiến mọi người chấn động xuất hiện, bầu trời nhanh chóng hiện ra mấy chục vết nứt không gian. Xuyên qua những vết nứt không gian kia, bọn họ thấy được rất nhiều đầu hắc long vặn vẹo. Đó là thứ gì? Người của học viện giám sát ngây dại. Đây là tộc rồng đen. Thân thể đế khuyết run lên. Không phải bọn chúng đã ở ẩn rồi sao? Sao giờ lại đột nhiên xuất hiện? Lão già kia cũng hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên một đám vết nứt không gian, Hắc Long Vương, ông đang sống yên ổn ở đại lục chân võ. Học viện giám sát nước giếng không phạm nước sông với ông có ý gì đây? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, kẻ này, tộc rồng đen tôi muốn. Không thấy người, chỉ nghe được âm thanh. Ông nói gì cơ? Sắc mặt lão già trở nên cực kỳ khó coi, Hắc Long Vương, nơi này là học viện giám sát, ông. Giọng Hắc Long Vương trở nên lạnh hơn, ông không phục. Vậy đội quân của tộc rồng đen tôi sẽ đến đó san bằng học viện giám sát. Giống. Hàng loạt tiếng rồng ngâm vang lên.
mấy chục đầu rồng chui ra từ vết nứt không gian, lộ ra nửa thân mình, nhìn xuống học viện giám sát bên dưới. Ánh mắt đám người học viện giám sát hoảng sợ, không dám thở mạnh. Ông! Lão già tức giận đến suýt hộc máu, không dám nói thêm câu phản bác nào. Hắc Long Vương nói tiếp, Diệp Bắc Minh, đi theo chúng tôi. Ngay khi ai cũng cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ cứ thế mà đi. Âm thanh lạnh lẽo chợt vang lên, sư tỷ tôi bị thương nặng như vậy mà bảo tôi đi. Không có chuyện đó đâu. Tôi đã nói rồi, nợ máu cần phải trả bằng máu. Trước mặt tất cả mọi người, anh bước lên trước. Đi đến trước mặt 6 người Cổ Thiên Xuyên, Lục Uyên, Hoàng Phủ Phong Tà, Phong Vu Cấm, Bắc Minh Chính, Cơ Vân Thương. Giơ tay chém một kiếm. Dứt khoát, gọn gàng. Phụt, 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 phụt. 6 cái đầu lâu cứ thế rơi trên mặt đất. Đủ loại biểu cảm từ trừng lớn mắt, hoảng sợ, chấn động, bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi cứng lại. 6 người này hoàn toàn chẳng thể ngờ, lão viện trưởng đã xuất hiện mà bọn họ còn bị Diệp Bắc Minh chém giết. Mấy trăm ngàn người trợn to mắt, trong lòng dâng trào sóng to gió lớn. Chém giết 6 vực vương ngay trước mặt lão viện trưởng. Sao anh ta dám chứ? Ánh mắt đế khởi la nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi, ông chín. Đế khuyết cũng ngây người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh từ khiếp sợ biến thành thưởng thức. Tiếng nói lão già kia khàn khàn, tức đến run người, Diệp Bắc Minh. Hắc Long Vương cười, giết cũng giết rồi, Diệp Bắc Minh, cậu có thể theo chúng tôi đi rồi chứ? Advertisement. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi đến bên người Thiên Nhận Băng, cõng cô ấy lên, đây mới chỉ là khởi đầu, tôi sẽ còn quay lại. Máu của hoa tộc, máu của sư tỷ tôi sẽ không chảy vô ích. Lần tiếp theo, chắc chắn long trời lở đất. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Bắc Minh bỏ đi, toàn trường lắng như tờ. 8 cảnh giới vực vương cứ thế ngã xuống. Mà người ra tay lại là một thanh niên hoa tộc. Trên quảng trường, mọi người sớm đã chấn động không nói nên lời. Chấm chấm chấm. Kẻ này thật sự chỉ là cảnh giới thần vương thôi sao? Có lẽ vậy, từ khi cậu ta bắt đầu ra tay, hơi thở không hề thay đổi, chắc chắn là cảnh giới thần vương. Cảnh giới thần vương chém giết cảnh giới vực vương, mẹ nó hơn nữa còn là 8 vực vương, thật là muốn lên trời mà. Hoa tộc trở lại. Hiện trường xôn xao. Đế Khởi La vẫn đắm chìm trong nỗi chấn động, ngơ ngác nhìn theo phía Diệp Bắc Minh rời đi. Đột nhiên, Đế Khuyết khẽ quát một tiếng, đi, về đế tộc. Ông ta biết chuyện này cực kỳ gây chấn động. Một khi truyền đi, nhất định sẽ gây ra náo động cực lớn. Hơn nữa, rốt cuộc thanh kiếm kia có lai lịch gì? Chuyện xảy ra tại học viện giám sát truyền đi như vũ bão, cuốn sạch toàn bộ thế giới cao võ. Một thanh niên hoa tộc giết vào học viện giám sát, dùng cảnh giới thần vương đánh chết mấy cảnh giới vực vương. Chuyện này sao có thể? Tên này thật sự là hoa tộc hả? Anh ta là đời con cháu của Diệp Phá Thiên. Người biết được tin tức đều rung động. Sự xuất hiện của Diệp Bắc Minh khiến một bát nước vốn yên tĩnh hoàn toàn sôi trào. Cha, lập tức đi tìm kiếm thông tin về người này cho tôi. Trong vòng một ngày, tôi muốn có được tất cả tin tức về cậu ta. Vô số thế lực nhao nhao ra lệnh. Chấm 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 chấm. Nửa giờ sau, nhà họ Trịnh, nhà họ Lý, nhà họ Cổ, nhà họ Lục, nhà họ Hoàng Phủ, nhà họ Phong, nhà họ Bắc Minh, nhà họ Cơ. Tầng lớp cấp cao của 8 gia tộc thần huyết lớn tụ tập lại. Bên trong một đại điện nghị sự cổ xưa của học viện giám sát, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Ánh mắt mọi người nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào hình ảnh bên trong thủy tinh xanh lam. Chính là cảnh Diệp Bắc Minh chém giết 8 cảnh giới vực vương. Hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ. Không biết qua bao lâu. Rốt cuộc tên này chui ra từ đâu vậy? Mọi người có ai biết thông tin về cậu ta không? Năm đó chẳng phải nhà họ Diệp đã hoàn toàn phế bỏ rồi sao? Thần vương chém giết vực vương, hơn nữa giết không chỉ một người, điều này có ý nghĩa gì? Giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông vang lên. Gia chủ nhà họ Lục, Lục Lăng Phong.
Một người trẻ tuổi cười, Lục tiền bối, ông cần nghiêm trọng đến thế không? Người trẻ tuổi bên cạnh gật đầu, đúng vậy, chỉ một tên Diệp Bắc Minh mà thôi, có thể gây ra sóng gió gì chứ? Những người khác cũng hùa theo. Nếu 8 gia tộc thần huyết lớn chúng ta đều ra tay, giết anh ta đơn giản như nghiền chết một con kiến. Advertisement. Tôi sớm đã nhìn ra rồi, tên này toàn ỷ vào thanh kiếm kỳ quái kia. Nếu không phải thanh kiếm kia, một đầu ngón tay của tôi là có thể giết chết Diệp Bắc Minh. Mặt mũi những người trẻ tuổi này tràn đầy khinh thường. Trên mặt tràn ngập ngạo mạn. Một lão già mặc cẩm bào chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua đám thanh niên này, xem ra các cậu sống quá thoải mái. Từ 1 triệu năm trước, sau khi tổ tiên chúng ta và Diệp Phá Thiên cùng nhau đi ra khỏi chiến trường Thái Cổ, đời con cháu sau không bằng đời con cháu trước. Nếu như các cậu thật sự có nắm chắc giết được Diệp Bắc Minh, hiện tại cũng có thể đi giết anh ta. Những thanh niên này nhìn về phía Hoàng Phủ Tề, không ai nói gì. Anh Hoàng Phủ, bọn họ chỉ là một đám trẻ con thôi, hà tất chấp nhặt với bọn họ. Một lão già mặt đỏ cười ha hả hòa giải. Hoàng Phủ Tề trầm mặt, một đám trẻ con, thoạt nhìn Diệp Bắc Minh kia cũng chẳng chênh lệch mấy với chúng nó. Mới cảnh giới thần vương đã có thể chém giết cảnh giới vực vương, nếu các người còn cho rằng chúng nó là trẻ danh, sớm muộn gì 8 gia tộc lớn chúng ta cũng sẽ xong đời. Lão già mặt đỏ nhíu mày, anh Hoàng Phủ, có phải anh nói hơi quá nghiêm trọng rồi không? Một bà lão cũng lắc đầu theo, một tên Diệp Bắc Minh mà thôi, anh Hoàng Phủ không cần lo lắng như vậy chứ. Có điều, những đứa nhỏ này nói đúng một thứ. Lão già mặt đỏ hỏi lại, ý bà là thanh kiếm kia. Bà lão gật đầu, thanh kiếm này giao cho anh ta sức chiến đấu không nên có. Bà ta khoát tay, bên trong thủy tinh xanh lam ngừng truyền hình ảnh. Nhẹ nhàng điểm một cái. Kiếm càn khôn chấn ngục bị đơn độc phóng đại, đủ loại chi tiết ập vào tầm mắt. Tạch! Ánh mắt mọi người rơi xuống trên thân kiếm. Toàn thân đen nhánh, tạo hình xưa cũ. Trên thân còn khắc một vài phù văn chưa từng thấy. Bà già này hoài nghi, thanh kiếm này đến từ chiến trường Thái Cổ. Lời bà lão nhấc lên sóng gió ngập trời. Cái gì? Đôi mắt mấy trăm người ở đây co rụt lại. Ánh mắt lập tức nóng bỏng lên. Lão già mặt đỏ vô cùng kinh ngạc, bà bảo là thanh kiếm này mang từ trong chiến trường Thái Cổ ra bên ngoài. Rất có khả năng. Ánh mắt Lục Lăng Phong lập lòe, năm đó, Diệp Phá Thiên vốn có tư chất thường thường, chính bởi vì tiến vào chiến trường Thái Cổ nên về sau mới bay lên trời cao. Năm đó, sau khi nhà họ Diệp hủy diệt, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm thứ mà Diệp Phá Thiên mang từ trong chiến trường Thái Cổ ra. Mãi cho đến lúc nhà họ Diệp biến mất, hoa tộc bị trục xuất, từ đầu đến cuối chúng ta vẫn không thu hoạch được gì. Hiện tại xem ra, thật sự có khả năng là thanh kiếm này. Chấm chấm chấm. Trên một hòn đảo trôi lơ lửng. Diệp Bắc Minh đi theo tộc rồng đen tới chỗ này. Giống. Bốn phía, tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Trên không trung, mấy chục đầu hắc long lượn quanh gào thét. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Diệp Bắc Minh không đếm xỉa tới những thứ này, buông nhị sư tỷ xuống, sắc mặt khó coi vô cùng. Advertisement. Gân mạch đứt đoạn, đan điền bị hủy. Xương cốt gần như vỡ vụn toàn bộ, ngay cả hai mắt. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, siết thật chặt nắm đấm. Lúc này, một người đàn ông trung niên hiên ngang hùng dũng đi tới. Ngoài cặp long giác trên trán ông ta ra, trông chẳng khác gì người bình thường. Tôi là Hắc Long Vương. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu một câu, ngưng trọng mở miệng, Diệp Bắc Minh, Long Châu của tộc rồng đen trong tay cậu đúng không? Hy vọng cậu. Chưa kịp nói hết câu. Diệp Bắc Minh vung tay lên. Đây là... Con người Hắc Long Vương co rụt lại, giật mình đứng tại chỗ. Long Châu bay thẳng từ trong tháp càn khôn chấn ngục ra, lao về phía Hắc Long Vương. Long Châu. Thánh vật của tộc rồng đen trở lại. Giống. Khoảnh khắc Long Châu xuất hiện, tất cả Hắc Long trong Long Đảo đều cảm nhận được hơi thở của nó. Chúng sôi nổi quỳ trên mặt đất. Này! Hắc Long Vương gắt gao nắm chặt Long Châu, trái tim đập bình bịch cuồng loạn.
suýt chút nữa rơi cả tròng mắt ra ngoài. Ông ta còn tưởng rằng cần tốn rất nhiều nước bọt thì Diệp Bắc Minh mới có thể giao ra Long Châu. Có nằm mơ ông ta cũng chẳng ngờ, Diệp Bắc Minh lại ném thẳng Long Châu cho ông ta như thế. Đây chính là chí bảo của tộc Rồng Đen. E rằng bất kỳ người tu võ nào đạt được nó đều sẽ chiếm làm của riêng, thế mà tên này không coi ra gì. Như thể Long Châu còn không quan trọng bằng cô gái nhân loại này. Hắc Long Vương cảm giác như đang nằm mơ, hít sâu một hơi, xác định ông ta không mơ mộng. Diệp Bắc Minh, để báo đáp việc cậu mang Long Châu về tộc Rồng Đen chúng tôi có thể cứu cô gái này. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, đừng nói nhảm nữa, mau nói cứu thế nào. Mang cô ấy cùng đi theo tôi. Hắc Long Vương nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, quay người rời đi. Diệp Bắc Minh ôm lấy nhị sư tỷ, cùng đi đến chỗ sâu nhất Long Đảo. Hắc Long Vương chỉ vào một hồ nước ở phía trước, nơi đây có tên là Long Trì, là cấm địa của tộc Rồng Đen. Cậu mang Long Châu về, vậy chính là khách quý của tộc Rồng Đen tôi. Để cô ấy vào trong Long Trì đi, lực lượng của Long Trì sẽ giúp cô ấy khôi phục. Hắc Long Vương lại nhìn Thiên Nhận Băng lần nữa, có điều. Diệp Bắc Minh nhanh chóng hỏi lại, có điều gì? Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Hắc Long Vương cảm nhận được sự lo lắng của Diệp Bắc Minh, có điều, Long Trì chỉ có thể chữa trị gân mạch và đan điền bị tổn thương của cô ấy. Hai mắt của cô ấy bị người đào đi, không thể phục hồi như cũ. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên. Trong lòng tụ tập một cỗ sát ý lạnh như băng. Được. Advertisement. Không chần chờ nữa, anh đặt nhị sư tỷ vào trong Long Trì. Chấm chấm chấm. Cùng lúc Thiên Nhận Băng tiến vào Long Trì. Chấm chấm chấm. Đại lục huyết thiên, Hạo Thiên Tông. Nghe nói gì chưa, có một thanh niên tên Diệp Bắc Minh từ hoa tộc giết vào học viện giám sát đấy. Diệp Bắc Minh gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Ông còn chưa nghe nói hả, bên ngoài đã truyền ầm lên rồi kia kìa. Diệp Bắc Minh hoa tộc giận dữ vì Hồng Nhan, vì cứu sư tỷ mà giết vào học viện giám sát. Dùng thân thể cảnh giới thần vương khiêu chiến tám cường giả cảnh giới vực vương, thế mà chém giết toàn bộ bọn họ. Thậm chí, cuối cùng còn dẫn tới tộc Rồng Đen cứu giúp. Có người biết chuyện nên giải thích. Cái gì? Ai ai cũng khiếp sợ, sôi nổi sáp lại gần nhau. Sau khi được người biết chuyện giải thích rõ ràng, mọi người trố mắt nghẹn họng, rất lâu sau trong lòng vẫn chẳng thể bình tĩnh. Ai cũng không chú ý tới. Trong góc, một cô gái che kín miệng mình, nước mắt không nhịn được tuôn rơi. Là anh ấy, chính là anh ấy. Sau khi rơi vào trong vết nứt không gian, cô không rơi vào ma uyên mà ngã xuống một chỗ trong rừng rậm ma thú tại đại lục huyết thiên. Cô được mấy đệ tử Hạo Thiên Tông cứu giúp nên gia nhập Hạo Thiên Tông. Trong lòng Chu Nhược Giai vui mừng lẫn lộn, đây là lần đầu tiên cô nghe được tin tức về Diệp Bắc Minh trong khoảng thời gian này. Cô kích động phát khóc. Bên tai cô vang lên một giọng nói, Nhược Giai, tại sao em lại khóc? Chu Nhược Giai lau sạch nước mắt, không, không có gì. Cô gái áo xanh chậm rãi ngồi xuống bên người Chu Nhược Giai, Nhược Giai, khoảng thời gian vừa qua, chị đối xử với em thế nào? Chị Thanh Giao đối xử với em rất tốt. Chu Nhược Giai gật đầu. Lục Thanh Giao hỏi tiếp, vậy chúng ta là bạn tốt đúng không? Chu Nhược Giai không hề do dự đáp, đương nhiên, em ở tại Hạo Thiên Tông đều nhờ có sự hỗ trợ của chị Thanh Giao. Lục Thanh Giao cười một tiếng, nếu chị đã đối xử với em tốt như vậy, sao em không chịu chia sẻ bí mật nhỏ của em cho chị thế? Chu Nhược Giai lắc đầu, chị Thanh Giao, em không có. Ha ha, Nhược Giai à, xem ra quan hệ giữa hai chúng ta còn chưa đủ sâu sắc. Lục Thanh Giao thở dài một hơi, đứng dậy muốn đi. Chu Nhược Giai khẽ cắn cắn môi đỏ, cô cảm thấy thật khó quyết định. Suốt một đường này, quả thực Lục Thanh Giao trợ giúp cô rất nhiều, cô gọi chị Thanh Giao, em. Nhược Giai à, nếu em không tiện nói ra thì thôi đi. Không, Chu Nhược Giai hít sâu một hơi, chị Thanh Giao. Chị đồng ý giữ bí mật giúp em nhé. Đương nhiên rồi, quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy mà. Lục Thanh Giao nở nụ cười. Chu Nhược Giai do dự, thật ra,
Diệp Bắc Minh mà bọn họ đang thảo luận là vị hôn phu của em. Thân thể Lục Thanh Giao chấn động, đôi mắt lập tức sáng lên, Nhược Giai, em nói thật chứ? Diệp Bắc Minh hoa tộc là vị hôn phu của em. Advertisement. Em đến từ Đại Lục Chân Võ. Chu Nhược Giai ngưng trọng gật đầu, đúng vậy. Lục Thanh Giao kích động, một phát nắm lấy cổ tay Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai ơi Chu Nhược Giai à, em bảo chị phải nói với em điều gì mới tốt đây? Chị Thanh Giao. Advertisement. Chu Nhược Giai có dự cảm không lành. Lục Thanh Giao cười đầy thâm ý, chẳng lẽ em không biết, chị là người của nhà họ Lục, một trong 8 gia tộc thần huyết lớn à? Chỉ bởi vì thân phận của chị không đủ nên không đạt được truyền thừa thần huyết. Gia tộc thần huyết và hoa tộc là kẻ thù không đội trời chung, chuyện này em cũng không biết sao. Chị! Gương mặt xinh đẹp của Chu Nhược Giai lập tức trắng bệch. Lục Thanh Giao tóm lấy cổ Chu Nhược Giai, lúc đầu chúng ta có thể trở thành bạn bè, đáng tiếc, em lại là người của hoa tộc. Chu Nhược Giai phản kháng kịch liệt, chị muốn làm gì? Chát! Lục Thanh Giao tát cô một cái, khiến cô ngã xuống đất, vì một sư tỷ mà Diệp Bắc Minh cũng dám mạo hiểm xông vào học viện giám sát. Nếu như là vị hôn thê, em nói anh ta có thể tự mình xông vào bẫy dập tỉ mỉ do chúng ta bày ra không hả? Chấm chấm chấm. Bên cạnh Long Trì. Một nguồn sức mạnh không ngừng chập chờn, cọ rửa thân thể Thiên Nhận Băng. Dùng mắt thường cũng có thể thấy cô ấy đang nhanh chóng khôi phục. Hắc Long Vương nhắc nhở, Diệp Bắc Minh, cậu có thể đi nghỉ ngơi, bên này tôi bảo người khác nhìn chằm chằm là được. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên, nhị sư tỷ bị thương là bởi vì tôi nhất định phải chữa khỏi cho chị ấy. Hắc Long Vương tiền bối, ông có biết biện pháp gì có thể khôi phục hai mắt của nhị sư tỷ tôi không? Này! Hắc Long Vương do dự. Chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh hô hấp dồn dập, nói như vậy là có. Có. Hắc Long Vương gật đầu. Diệp Bắc Minh nhanh chóng hỏi lại, biện pháp gì? Khóe miệng Hắc Long Vương co quắp, thằng nhóc kia, cậu thật sự không hiểu hay là giả ngu đấy? Long tộc chính là thần thú, tinh huyết của thần thú có thể khôi phục hai mắt của cô ấy. Nhưng nếu bổn vương sử dụng tinh huyết, ít nhất phải tiêu hao 3.000 năm tuổi thọ. Mặc dù cậu trả lại Long Châu cho tộc rồng đen, nhưng bổn vương hoàn toàn có thể dùng những biện pháp khác để báo đáp cậu, không cần thiết lãng phí 3.000 năm tuổi thọ. Diệp Bắc Minh bước lên trước, Hắc Long Vương tiền bối, ông muốn tôi bỏ ra bất kỳ cái giá gì cũng được. Đôi mắt Hắc Long Vương đọng lại, Diệp Bắc Minh, cậu chắc chứ? Dù dùng chính hai mắt của cậu trao đổi cũng được. Diệp Bắc Minh không chút do dự gật đầu, được. Một giây sau. Ha 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 ha. Hắc Long Vương cười đầy tán thưởng, thế mà chẳng hề do dự, khá lắm, cậu quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Điều này cũng chứng minh bổn vương không nhìn nhầm cậu, em trai tôi cũng không nhìn lầm cậu. Chợt giọng ông ta ngưng lại, bổn vương có thể đồng ý cậu, dùng tinh huyết chữa khỏi mắt của sư tỷ cậu. Nhưng, cậu cần phải đáp ứng giúp bổn vương làm một chuyện. Diệp Bắc Minh trực tiếp trả lời, được. Hắc Long Vương trần chờ nhìn Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc kia, cậu không hỏi trước là chuyện gì hả? Sẽ không đổi ý chứ? Chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, thứ nhất, ông sớm đã có cách có thể cứu được hai mắt của sư tỷ tôi. Lại vòng vo nói cho tôi, rõ ràng còn mang mục đích khác. Thứ hai, ông cố ý thiết kế để tôi chui vào giỏ. Là để tôi đồng ý làm việc thay cho ông. Tôi không ngốc, sớm đã nhìn thấu rồi. Thứ ba. Dù tôi đã nhìn thấu, nhưng chỉ cần ông cứu sư tỷ tôi cam tâm tình nguyện. Còn có vấn đề gì không? Anh nói một đoạn dài. Hắc Long Vương hơi kinh ngạc, ánh mắt hiện lên vẻ thưởng thức, giao tiếp với người thông minh thật dễ chịu. Tôi chỉ cần cậu làm một việc, tiến vào chiến trường Thái Cổ. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tiến vào chiến trường Thái Cổ. Giọng điệu Hắc Long Vương nghiêm túc, đúng. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, tại sao lại là tôi? Tộc rồng đen các ông không vào được. Hai mắt Hắc Long Vương thâm thúy, Long tộc là thần thú, chỉ cần đi vào chiến trường Thái Cổ thì sẽ dẫn tới thiên lôi đánh xuống rồi chết. Mà tổ tiên nhà họ Diệp cậu đã từng vào trong chiến trường Thái Cổ, đồng thời mang ra ngoài một vài thứ.
tôi cho rằng cậu là một ứng cử viên không tồi. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ. Xem ra Diệp Phá Thiên, tổ tiên của nhà họ Diệp năm đó, quả thực đã tiến vào chiến trường Thái Cổ. Hình như Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng có liên quan tới. Dù Hắc Long Vương không nói, anh xử lý xong chuyện trong tay cũng sẽ cân nhắc đi tới chiến trường Thái Cổ một chuyến. Anh gật đầu nói, không thành vấn đề, ông muốn tôi giúp ông làm gì? 10.000 năm chiến trường Thái Cổ mới mở một lần, vẫn chưa tới lúc, tạm thời không nói cho cậu. Hắc Long Vương lạnh nhạt nói, nhưng mà, cậu đồng ý sảng khoái như thế. Bổn vương cho cậu thêm một vận may. Diệp Bắc Minh sửng sốt, cho tôi một vận may sao? Hắc Long Vương cất giọng bình tĩnh, trên người cậu có 4 con rồng đúng không? Diệp Bắc Minh gật đầu. Đột nhiên. Hắc Long Vương quát lên một tiếng, ánh mắt vô cùng ác liệt, hôm nay, bổn vương sẽ khai long tích cho cậu. Để cậu hoàn toàn dung hợp với 4 con rồng. Khai long tích sao? Diệp Bắc Minh hơi ngạc nhiên, Hắc Long Vương tiền bối, khai long tích như thế nào? Hắc Long Vương nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh, đợi một lát cậu sẽ biết. Giây tiếp theo. Hắc Long Vương quát lớn một tiếng lên bầu trời, mời thập đại trưởng lão rời núi, giúp Diệp Bắc Minh khai long tích. Growl. 10 con Hắc Long xuất hiện từ 4 phương 8 hướng, biến thành 10 ông già loài người. Tham kiến Long Vương. 10 lão già đồng loạt cúi người. Hắc Long Vương bước lên một bước, đi tới khoảng không bên trên Long Trì, Diệp Bắc Minh tiến vào Long Trì, bổn vương và thập đại trưởng lão sẽ giúp ngươi khai long tích. Diệp Bắc Minh nhanh chóng hỏi, tiểu tháp, rốt cuộc khai long tích là thế nào? Giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hơi dồn dập, nhóc con, gân mạch và xương cốt trong cơ thể người giống như dãy núi. Trong dãy núi có long mạch, gân mạch và xương cốt chính là long mạch trong cơ thể người. Người tu võ khai long tích, giống như võ giả bình thường đã thông hai mạch nhâm đốc. Lợi ích khó tưởng tượng được. Diệp Bắc Minh không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào long trì. Hai tay Hắc Long Vương kết ấn, vẽ ra từng đạo phù văn hình rồng thần bí trên không trung. Thập đại trưởng lão ra tay, phù văn hình rồng bay ra. Sức mạnh ngưng tụ trong long chỉ lập tức tiến vào cơ thể Diệp Bắc Minh. Trực tiếp tàn phá cơ thể anh. Từ gân mạch xông vào đan điền, lại tản ra tứ chi bách hài. A! À, Diệp Bắc Minh quát to. Cơ thể như sắp bị xé ra. Vẻ mặt trở nên dữ tợn. Cơ thể đang run rẩy. Bên ngoài cơ thể anh bắt đầu tràn ra máu tươi, xương cũng như sắp gãy. Anh phải chịu sự tra tấn người bình thường khó mà chịu được. Hắc Long Vương lên tiếng nhắc nhở, Diệp Bắc Minh, nếu cậu không kiên trì nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể từ bỏ. Nhưng mà, đời mỗi người chỉ có một cơ hội khai long tích thôi. Nếu thất bại, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa. Diệp Bắc Minh cười, miệng đầy máu, từ bỏ sao? Không thể nào. Tiếp tục mở cho tôi. Được. Hắc Long Vương sầm mặt xuống, năng lượng phù văn cọ rửa. Toàn bộ long trì sôi trào, sức mạnh cuồn cuộn tiến vào cơ thể Diệp Bắc Minh, cọ rửa cơ thể anh. Khoảng nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh vẫn đứng vững ở chỗ cũ, không có bất kỳ phản ứng nào. Mọi người đều cảm thấy không đúng. Tam trưởng lão của tộc rồng đen trầm giọng nói, có chuyện gì vậy? Bình thường chỉ cần 15 phút là biết có thể khai long tích hay không. Nhị trưởng lão cao mày, người này đã qua khoảng nửa tiếng rồi, gấp 3 lần thời gian bình thường. Giọng nói già nua của đại trưởng lão vang lên, đó là tình huống bình thường. Nhân tộc từng có một người tu võ đứng đầu, mất một tiếng khai được long tích. Đồng tử của 9 vị trưởng lão còn lại đều co rút, ông nói là. Thẩm Thiên Quân sao? Đại trưởng lão nghiêm túc gật đầu, chúng ta chờ thêm đi, nói không chừng sắp rồi. Được. 9 đại trưởng lão còn lại tiếp tục khởi động sức mạnh phù văn. Một tiếng. Advertisement. Đã qua giới hạn trên cùng của loài người. Rất nhanh, một tiếng đã đến rồi. Diệp Bắc Minh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, đã phá kỷ lục của Thẩm Thiên Quân. Đây. Thằng nhóc này khai long tích lại khó thế sao? Các trưởng lão đều không thể bình tĩnh được.
Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh trong long chỉ tiếp tục. 2 tiếng. 3 tiếng. Có chuyện gì vậy, đã 3 tiếng rồi. Thằng nhóc này là quái vật sao? Còn tiếp tục như vậy, cơ thể cậu ta chịu được không? 10 đại trưởng lão hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Đại trưởng lão của tộc rồng đen cũng ngạc nhiên, 3 tiếng, gấp 3 thời gian năm đó Thẩm Thiên Quân khai long tích. Con người khẽ chuyển động, ông ấy nhìn về phía Hắc Long Vương, cứ tiếp tục như vậy, cơ thể người này sẽ bị năng lượng hấp thụ từ long chỉ làm cho nổ tung. Hắc Long Vương lo lắng nhìn Diệp Bắc Minh. Ông ta hơi hối hận. Lỡ như không khai được long tích mà Diệp Bắc Minh lại chết thì làm sao? Diệp Tiểu. Tiếng nói của Diệp Bắc Minh đột ngột vang lên, các vị tiền bối đừng lo, xin hãy tiếp tục. Tôi có chút cảm giác. Mọi người đều trố mắt nghẹn họng cái. Cái gì? Cằm của họ suýt chút nữa rơi xuống đất. Chúng tôi vất vả 3 tiếng, cậu lại vừa mới có chút cảm giác thôi sao? Đúng là nghịch thiên mà. Con mắt của Hắc Long Vương cũng muốn rớt ra ngoài, nhưng ông ấy phản ứng rất nhanh, tiếp tục, gia tăng sức mạnh. Thằng nhóc kia, cậu đừng có bị bội thực chết đấy nhé. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, tiền bối yên tâm, không chết được đâu. Vù. Sức mạnh cường đại rót vào cơ thể, Diệp Bắc Minh cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Nhưng anh vẫn cắn răng kiên trì. 4 tiếng. 5 tiếng. 6 tiếng. Rào. 1 tiếng rồng ngâm vang khắp cửu tiêu, cả long đảo gần như sôi trào. Đây là khoảng không bên trên long trì, đồng tử của Hắc Long Vương điên cuồng co rút lại. Lúc này, xương sống của Diệp Bắc Minh gần như trong suốt, trong đó gần như có thể thấy được hình dáng của chân long. Xông thẳng lên 9 tầng mây, gần như đánh thủng bầu trời. Long tích, mở rồi. Hắc Long Vương quát lớn 1 tiếng, thằng nhóc kia, nhân lúc này. Để tất cả chân long trên người cậu, tiến vào long tích hết đi. Diệp Bắc Minh gật đầu, được. Huyết long, tổ long, long hồn, long mạch đồng thời xuất hiện, tất cả cùng xông vào long tích. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Bắc Minh cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng. Anh có cảm giác, lúc này mà đối phó với cảnh giới vực vương thì dù không có tiểu tháp, anh cũng có thể tự mình đối phó. 5 ngón tay siết chặt lại. Kiếm càn khôn chấn ngục chủ động xuất hiện trong tay anh. Advertisement. Vụt. Hoàn toàn là một kiếm theo bản năng. Con mẹ nó, thằng nhóc kia, cậu con mẹ nó. Hắc Long Vương biến sắc, chạy mau. Ùm ùm. Kiếm khí đột nhiên nện xuống, cả long đảo khẽ rung, bụi mù cuốn lên cao 100 mét. Đến khi bụi mù tan hết, một vết kiếm dài 3000 thước nằm ngang trên đất. Nhìn thấy mà giật mình. Đây. Thập đại trưởng lão hít một ngụm khí lạnh. Ha ha ha. Diệp Bắc Minh bước ra từ bụi mù tung trời, chắp tay lại Hắc Long Vương và 10 đại trưởng lão, cảm ơn các vị tiền bối đã giúp tôi khai long tích. Khóe miệng Hắc Long Vương co rút lại, nhóc con, may mà cậu mới tới cảnh giới thần vương. Nếu cậu tới cảnh giới vực chủ, long đảo của tộc rồng đen ta đã bị kiếm của cậu phá hủy rồi. Diệp Bắc Minh hơi lúng túng, khụ khụ. Vừa rồi tôi hơi kích động. Hắc Long Vương làm như nhìn thấy quái vật, nhóc con, cậu đúng là rất nghịch thiên. Diệp Bắc Minh nghiêm túc lắc đầu, tôi không có hứng thú gì với nghịch thiên cả, xin tiền bối hãy cứu sư tỷ của ta. Hắc Long Vương không nói nhiều nữa, cắt rách lòng bàn tay. Ông ấy trích ra 1 ly máu rồng đen, giao cho Diệp Bắc Minh, xoa nó lên mắt sư tỷ của ngươi, cô ấy sẽ khôi phục như cũ. Được. Diệp Bắc Minh kích động, lập tức làm theo. Anh quay lại long trì. Cơ thể thiên nhận băng đã gần như khôi phục lại hoàn toàn, chỉ còn 2 mắt vẫn là 2 lỗ đen. Không chậm trễ chút nào, anh xoa máu rồng lên. 2 hốc mắt trống rỗng của thiên nhận băng khôi phục lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thấy Diệp Bắc Minh lo lắng, Hắc Long Vương nhắc nhở, thằng nhóc kia, cậu yên tâm đi, máu tươi của thần thú có ích hơn bất kỳ đan dược nào. Sư tỷ của ngươi bị thương quá nặng, cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Cứ để cô ấy ở trong long chỉ thêm mấy ngày đi. Sau khi chắc chắn sư tỷ không sao, rốt cuộc Diệp Bắc Minh cũng thở phào nhẹ nhõm.
ánh mắt nhìn về phía Hắc Long Vương hơi chần chờ. Hắc Long Vương thấy lạ, thằng nhóc kia, sao cậu lại nhìn tôi như thế? Diệp Bắc Minh hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tiền bối, không phải ông đã lãng phí 3.000 năm tuổi thọ sao? Sao nhìn như không có chuyện gì thế? Hắc Long Vương nhẹ nhàng giải thích, a, tộc rồng tùy tiện có thể sống mấy nghìn năm, 3.000 năm tuổi thọ cũng không tính là gì cả. Mẹ nó chứ, khóe miệng Diệp Bắc Minh co rút. Anh đổi giọng, Hắc Long Vương tiền bối, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu nói đi. Diệp Bắc Minh dùng vẻ mặt thành thật nói, làm sao mới có thể tu bổ thế giới chân võ đã hư hại. Hắc Long Vương sửng sốt. Rõ ràng ông ta không ngờ Diệp Bắc Minh lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Dù nói cho cậu, cậu cũng không làm được. Đại lục chân võ có tổng cộng 100 long mạch, 99 long sơn ở tổ địa nhà họ Diệp tại Trung Châu chiếm 99 long mạch. Còn có một cái ở núi Côn Luân nữa. Sau khi đại lục chân võ bị hư hại, long mạch ở núi Côn Luân bị chém đứt. 99 long mạch ở tổ địa nhà họ Diệp bị thế lực của đại lục huyết thiên phân chia. Hắc Long Vương nhìn Diệp Bắc Minh, muốn khôi phục lại đại lục chân võ, thứ nhất, cậu cần khôi phục lại 100 long mạch đó. Thứ hai, sau khi đại lục chân võ hư hại, khí vận của cả đại lục đã phân tán. Cậu phải tìm được thiên nữ có khí vận của đại lục chân võ, khiến bọn họ hiến tế sinh mệnh của mình, khôi phục lại khí vận của đại lục này. Sau khi nói xong, Hắc Long Vương không nói gì nữa. Điều kiện nào cũng quá hà khắc. Hắc Long Vương không nghĩ Diệp Bắc Minh có thể làm được. Chân mày Diệp Bắc Minh cau chặt lại. 100 long mạch thì còn dễ nói, cùng lắm thì tiến vào gia tộc thần huyết để cướp lại thôi. Còn về thiên nữ của đại lục chân võ, không phải là mấy sư tỷ của anh sao? Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, Hắc Long tiền bối, tôi còn một câu hỏi, rốt cuộc chiến trường Thái Cổ là nơi như thế nào? Hắc Long Vương suy nghĩ rồi nói, bốn chữ đó đã giải thích rất rõ ràng, là một chiến trường thời Thái Cổ. Ồ! Diệp Bắc Minh nghi ngờ nhìn Hắc Long Vương. Hắc Long Vương giải thích, lấy chiến trường Thái Cổ làm trung tâm, đại lục huyết thiên, đại lục linh la và khoảng mười mấy thế giới cao võ nữa xoay quanh nó. Hàng triệu năm trước, cũng chính là thời đại của Diệp Phá Thiên, tổ tiên nhà họ Diệp của cậu. Có người phát hiện ra một loại huyết dịch thần bí ở chiến trường Thái Cổ, hắn có thể khiến huyết mạch của con người tiến hóa. Từ đó có thiên phú tu võ cường đại hơn. Hắc Long Vương nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Bắc Minh, những gia tộc thần huyết kia, tới từ đó. Diệp Bắc Minh sầm mặt xuống, sát ý nhưng tụ. Giọng Hắc Long Vương truyền tới, hơn nữa, còn có một truyền thuyết. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, truyền thuyết gì? Hắc Long Vương phun ra một câu, muốn rời khỏi thế giới cao vũ, đi tới thánh vực cấp cao hơn. Chỉ có đi qua chiến trường Thái Cổ mới có hy vọng. Thánh vực sao? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, lần đầu tiên nghe được cái tên đó. Hắc Long Vương cười, một nơi hư vô mờ mịt, không ai biết chỗ đó có tồn tại thật hay không. Có lẽ căn bản không hề có thánh vực gì cả. Được rồi, nhóc con, đợi khi thực lực của cậu tăng lên, cậu sẽ biết những thứ đó. Cậu đã hỏi nhiều như vậy, giờ đến lượt tôi hỏi cậu. Cậu lén tu luyện hóa long quyết của tộc rồng đen sao? Diệp Bắc Minh vừa muốn mở miệng. Hắc Long Vương nhìn chằm chằm vào mắt anh, vẻ mặt bất thiện, đừng có vội chối. Diệp Bắc Minh trả lời đúng mực, tôi không có ý phủ nhận, hóa long quyết do sư phụ Hắc Long truyền thụ cho tôi. Hắc Long Vương hơi híp mắt, Hắc Long. Diệp Bắc Minh trả lời, ông ấy nói ông ấy là tội nhân của tộc rồng đen, không muốn nói tên cho tôi biết. Ánh mắt Hắc Long Vương hơi phức tạp. Ông ta thở dài, em trai à, em cần gì phải thế, mọi người đã tha thứ cho em lâu rồi. Đột nhiên, Hắc Long Vương chợt quát lớn, nhóc con, quỳ xuống. Diệp Bắc Minh ngẩn ra, trong lòng có chút tức giận, Hắc Long Vương tiền bối có ý gì? Hắc Long Vương lạnh nhạt nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, tôi muốn nhận cậu là đồ đệ, cậu có quỳ không? Cái gì? Cơn tức giận trong lòng Diệp Bắc Minh biến mất. Anh vui mừng quá đỗi. Anh nhanh chóng quỳ một chân xuống. Diệp Bắc Minh bái kiến sư phụ thứ 103. Hắc Long Vương há hốc mồm,
hoàn toàn ngây ngẩn, sư phụ thứ 103 á. Thằng nhóc thối, sao cậu có nhiều sư phụ thế? Diệp Bắc Minh cười đáp, sư phụ, nếu con đã bái sư rồi, người sẽ không hối hận chứ? Hắc Long Vương hừ nhẹ, nếu tôi đã bắt đầu, dĩ nhiên sẽ không hối hận. Đột nhiên, tiếng tháp càn khôn chấn ngục vang lên, nhóc con, người nhà họ Diệp gặp nguy hiểm. Cái gì? Sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi, tiểu tháp, có chuyện gì vậy? Tháp càn khôn chấn ngục vội vàng nói, là người của đại lục huyết thiên, bọn họ tới rồi. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, ở tổ địa nhà họ Diệp, mười mấy ông già hạ xuống trước 99 Long Sơn. Không hề kiêng kỵ đi vào sâu trong nhà họ Diệp. Đứng lại. Mấy người canh cửa khẽ quát, các người là ai? Đây là nhà. Con kiến hôi cũng dám ngăn cản tao. Một lão già áo xanh hừ lạnh, thứ gì đâu. Một cái tát giáng xuống, mấy người giữ cửa lập tức mất mạng. Ai dám ngang ngược ở nhà họ Diệp? Không biết nơi này là nơi nào sao? Bách Lý Phong Hoa, Vương Kiếm Sinh và Thạch Thiếu Giang cùng bước ra. Giây tiếp theo. Ba người đồng loạt quỳ xuống. Chỉ thế thôi sao? Mặt ông già áo xanh đầy nghiền ngẫm, lão đây chỉ thả ra chút uy áp, đám kiến hôi chúng mày đã không chịu nổi rồi à? Mặt Bách Lý Phong Hoa tái nhợt, các người, rốt cuộc là ai? Bọn tao. Lão già áo xanh cười toét miệng, đưa tay lên nắm không khí, người giết chết chúng mày. Lão dứt lời, một tiếng răng rắc giòn giã vang lên. Cổ của Bách Lý Phong Hoa bị bóp vỡ. Bách Lý trưởng lão. Vương Kiếm Sinh và Thạch Thiếu Giang khiếp sợ kêu to. Mắt lão già áo xanh hiện lên lãnh ý, mang tao đi gặp chủ nhà họ Diệp. Vương Kiếm Sinh cắn răng, ông nằm mơ đi. Cộp cộp cộp. Thạch Thiếu Giang ở bên cạnh không ngừng dập đầu, đại nhân, tôi lập tức mang ông đi gặp chủ nhà họ Diệp. Thạch Thiếu Giang, ông con mẹ nó điên rồi sao? Mặt Vương Kiếm Sinh đầy khiếp sợ, lập tức mắng to, Diệp Tông chủ đối xử với chúng ta thế nào? Các loại tài nguyên và võ kỹ. Chỉ cần gia tộc chúng ta mong muốn, đều có cả. Ông lại muốn phản bội Diệp Tông chủ sao? Đột nhiên Thạch Thiếu Giang nổi khùng, đánh vào đan điền của Vương Kiếm Sinh. Bùm, đan điền nổ tung. Tiếng nói dữ tợn của Thạch Thiếu Giang vang lên, ông có biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt không? Khí tức của những đại nhân này kinh khủng như thế, chúng ta còn không nhìn ra được bọn họ có cảnh giới gì. Mười mấy đại nhân cùng nhau tới đây, không chừng thằng sao chổi Diệp Bắc Minh ở bên ngoài đã chọc phải sự tồn tại kinh khủng gì đó rồi. Nhà họ Diệp tiêu rồi, bây giờ bỏ tối theo sáng mới là lựa chọn hợp lý nhất. Ông! Vương Kiếm Sinh tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Thiếu Giang tiến lên, đạp vỡ đầu Vương Kiếm Sinh. Ông ta lại nịnh hót nhìn mười mấy lão già kia, các đại nhân, tôi mang các vị đi tìm chủ nhà họ Diệp. Bây giờ bọn họ đang luyện nội công ở bảo khố của nhà họ Diệp, còn chưa biết sự thay đổi bên ngoài. Ông già áo xanh cười hài hước, mày đúng là một con chó ngoan. Gâu gâu gâu. Thạch Thiếu Giang quỳ xuống, bày ra tư thế chó vẫy đuôi xin xỏ, các đại nhân, nếu các người thích tôi, từ bây giờ trở đi, Thạch Thiếu Giang tôi chính là chó của các người. Gâu gâu gâu. Gâu. Ha ha ha. Mười mấy lão già đều cười ra tiếng. Được rồi, một con chó thôi, đừng lãng phí thời gian với nó nữa. Lão già mặt dỗ cất giọng lạnh lùng, nhân lúc thằng nhóc kia không có ở đây, chúng ta trực tiếp tàn sát nơi này đi. Trừ những nhân vật quan trọng ra, không chừa một ai, giết sạch toàn bộ. Lần này không được để nhà họ Diệp còn cơ hội quật khởi nữa. Bên trong bảo khố nhà họ Diệp, mọi người đang tu luyện. Một thanh niên chật vật chạy vào, ông chủ, cô chủ, có chuyện lớn rồi. Đại địch đánh tới, Bách Lý trưởng lão và Vương trưởng lão đã chết trận rồi. Thạch trưởng lão phản bội, mang kẻ địch tới đây. Gì cơ? Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người nhà họ Diệp đều dừng lại, nhanh chóng tụ tập. Thanh niên kinh hoàng hốt giải thích một lần, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Diệp Thanh Lam bước ra, nhìn mọi người, an ủi, mọi người đừng sợ, trong bảo khố nhà họ Diệp rất an toàn.
còn có pháp trận bảo vệ. 3. Anh cả, hai người duy trì trật tự ở đây, để mọi người đừng hoảng loạn. Bà nói với Diệp Nam Thiên và Diệp Thanh Dương rồi đi ra khỏi bảo khố nhà họ Diệp. Diệp Thanh Lam vừa mới ra khỏi cửa ngục giam Trấn Hồn đã thấy Thạch Thiếu Giang mang mười mấy lão già xuất hiện trước mắt. Mắt Thạch Thiếu Giang sáng lên, ông ta chỉ vào Diệp Thanh Lam, kêu to: các vị đại nhân, bà ta chính là mẹ của Diệp Bắc Minh. Advertisement. Ồ. Ông già áo xanh cụp mắt xuống, quả nhiên rất giống thằng khốn đó. Bàn tay khô héo đánh về phía Diệp Thanh Lam. Khí tức cảnh giới vực vương ầm ầm bùng nổ. Advertisement. Cửa ngục giam Trấn Hồn nổ tung, vô số đá vụn bay tán loạn. Dù Diệp Thanh Lam đã khôi phục lại thực lực của cảnh giới thần chủ, nhưng đối mặt với cảnh giới tôn giả, thần chủ, thần đế, chí tôn đỉnh phong là tôn giả không phải một cảnh giới riêng lẻ vực vương. Kém khoảng bốn đại cảnh giới. Khí lãng kinh khủng đánh lên người bà. Phụt. Bà phun ra một ngụm máu. Thạch Thiếu Giang tiến lên, kề kiếm trong tay lên cổ Diệp Thanh Lam. Dám đả thương em gái tao, tự tìm chết. Một tiếng gào truyền ra từ bên trong ngục giam Trấn Hồn. Diệp Thanh Dương xuất hiện, vô số kiếm khí nhanh chóng tấn công Thạch Thiếu Giang. Thạch Thiếu Giang cụp mắt xuống, giơ kiếm ra chém. Chẳng những hóa giải được kiếm khí của Diệp Thanh Dương, còn chém vào ngực Diệp Thanh Dương. Phụt. Ông ấy phun ra một ngụm máu tươi, ngã mạnh xuống đất. Thạch Thiếu Giang bước đến, hung hăng dẫm lên ngực Diệp Thanh Dương. Sắc xương sườn gãy lìa. Ựa, Diệp Thanh Dương rên rỉ, nhịn lại không kêu thành tiếng. Thạch Thiếu Giang nở nụ cười biến thái, kêu đi, kêu cho ông. Tên phế vật Diệp Thanh Dương, mày đau lắm đúng không? Bố mày đã không ưa mày từ lâu rồi, nếu không phải vì Diệp Bắc Minh. Đám phế vật nhà họ Diệp các người dựa vào cái gì có thể dẫm trên đầu Thạch Thiếu Giang tao? Lão già mặt dỗ nhướng mày, có phải con chó này diễn nhiều quá rồi không? Lãng phí thời gian của chúng ta. Thạch Thiếu Giang hoảng sợ, quay đầu căng thẳng nhìn mấy lão già kia. Chờ chỉ thị. Ông già áo xanh cười tuét miệng, đến lúc này rồi, chờ thêm mấy phút cũng không sao. Mày tiếp tục đi, bọn tao thích xem chó cắn chó. Dạ. Nghe ông già áo xanh nói như thế, Thạch Thiếu Giang càng thêm hưng phấn. Ông ta giơ chân lên hung hăng đạp xuống, phát thiết oán hận trong lòng. Răng rắc một tiếng giòn giã. Xương đùi của Diệp Thanh Dương vỡ vụn. Anh cả. Sắc mặt Diệp Thanh Lam rất khó coi, bà mắng, Thạch Thiếu Giang, mày vô sỉ. Mặt Thạch Thiếu Giang đầy dữ tợn, vô sỉ. Ha ha ha, hai tên ngu xuẩn Bách Lý Phong Hoa và Vương Kiếm Sinh không vô sỉ. Nhưng bọn họ đã chết rồi, tôi vô sỉ. Nhưng tôi còn sống. Có lúc vô sỉ cũng là một thủ đoạn sinh tồn, bà hiểu không? Ông ta lại nhấc chân lên, hung hăng đạp xuống. Một bên đùi nữa của Diệp Thanh Dương lại bị đạp gãy, sắc mặt ông ấy đã tái nhợt, Thạch Thiếu Giang, loại phản bội như mày sẽ chết không tử tế, cháu trai tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Thạch Thiếu Giang run rẩy. Chợt. Ông ta nhăn mặt, dám dọa tao à? Có những đại nhân này ở đây, Diệp Bắc Minh về cũng phải chết. Tay ông ta hung hăng đâm vào đan điền của Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương lại cười lớn, ha ha ha, tốt lắm, cháu trai tao về rồi. Thạch Thiếu Giang căn bản không tin, cười lạnh, thằng con hoang của Diệp Thanh Lam và ma tộc lại dám về sao? Giây tiếp theo. Một giọng nói lạnh thấu xương vang lên, Thạch Thiếu Giang. Có phải ông quên mất khế ước nô lệ chúng ta đã ký rồi không? Giọng nói này lại. Trái tim Thạch Thiếu Giang đập mạnh. Ông ta quay đầu lại, đồng tử co rút, mắt đầy tia máu. Bàn tay cầm kiếm run rẩy. Ông ta nhìn chằm chằm vào thanh niên từ đằng xa đi tới. Cậu ta về rồi. Sao cậu ta dám về? Diệp Bắc, à không, Diệp Tông Chủ. Thạch Thiếu Giang hoảng sợ cúi đầu xuống. Diệp Bắc Minh lạnh lùng phun ra một câu, ông đi chết được rồi. Mặt Thạch Thiếu Giang trắng bệch, ông ta trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin cậu đừng. Vù. Đột nhiên, trên người Thạch Thiếu Giang có ngọn lửa nổi lên.
lập tức đốt ông ta thành tro bụi. Diệp Bắc Minh đi tới chỗ mẹ và Diệp Thanh Dương. Mười mấy con mắt già nua nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, không hề dám xem thường. Thằng nhãi này đã giết chết 6 người có cảnh giới vực vương ở học viện giám sát. Nếu bọn họ phạm sai lầm, thì sẽ phải bỏ mạng ở đây. Diệp Bắc Minh coi thường mấy lão già kia, bắt đầu chữa trị. Mẹ chỉ bị nội thương thôi, không có gì đáng ngại. Cậu đã gãy chân, dù đan điền bị thương, nhưng còn chưa phế. Đều có thể chữa khỏi. Diệp Thanh Dương yếu ớt cười một tiếng, vỗ vai Diệp Bắc Minh, cháu ngoan, có cháu, cậu có người tâm phúc rồi, chuyện này không là gì cả. Diệp Thanh Lam hơi bận tâm, Minh Nhi, những người này. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lắc đầu, mẹ, ai làm mẹ bị thương? Là ông ta. Diệp Thanh Lam chỉ vào ông già áo xanh. Ông già áo xanh cười nói, thằng nhãi kia, là tao đánh mẹ mày bị thương đó. Vèo. Lão vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh đã ra tay cực kỳ bá đạo. Anh đi tới trước mặt ông già áo xanh, kiếm chấn ngục xuất hiện. Khí tức kinh khủng khiến ông già áo xanh run rẩy, thằng nhãi, ở đây nhiều người như vậy mà mày dám ra tay với lão đây à? Mày con mẹ nó tự tìm chết đúng không? Ông già áo xanh gào lên, chân nhanh chóng lui về phía sau. Ảnh Thuấn. Từ từ bước tới. Kiếm chấn ngục hung hăng chém xuống. Phụt, máu thịt tung tóe khắp nơi. Mẹ ơi! Đám lão già còn lại thảng thốt. Một luồng hơi thở tử vong bao phủ tất cả bọn họ. Một lão già mặt dỗ quát to, chiến lực của một mình tên chó chết kia quá đáng sợ, mọi người nên cùng nhau ra tay dốc hết sức lực giết cậu ta. Cẩn thận thanh kiếm kia, nó là chỗ dựa lớn nhất của cậu ta. Lão già còn lại nào dám chần chừ, làn khí cuồn cuộn ào tới. Giết! Sát ý trong lòng Diệp Bắc Minh bùng nổ. Advertisement! Gầm gừ! Một tràng tiếng rồng ngâm vang lên, long tích sau lưng anh bỗng rực sáng. Bốn hư ảnh rồng hiện lên sau lưng Diệp Bắc Minh rồi bay thẳng lên trời cao. Cảnh tượng ấy khiến trái tim mọi người khiếp hãi. Kiếm chấn ngục quét ngang. Rầm, 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 rầm. Hơn 10 cường giả cảnh giới vực vương đều phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài như một con chó điên tàn tạ. Tất cả đều nện mạnh xuống đất, ai nấy đều trọng thương nặng nề. Một kiếm. Chỉ một kiếm mà lại đánh mười mấy cường giả vực vương tàn phế không dậy nổi sao. Quá đáng sợ rồi. Đây là, Long Tích. Lão già mặt dỗ sợ hồn bay phách tán, mất hồn mất vía, trong mắt suýt lòi ra ngoài, tên chó chết, mày đã mở Long Tích ra rồi ư. Không thể nào. Diệp Bắc Minh hờ hững nói, ông nói nhảm nhiều quá, để tôi tiễn các ông về trời. Rồi anh bước từng bước tới chỗ lão già mặt dỗ, kiếm chấn ngục chém thẳng xuống cổ ông ta. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, Diệp Bắc Minh, xin dừng tay. Phụt. Đầu lão già mặt dỗ lăn tròn trên mặt đất. Một người đàn ông trung niên dẫn theo một đoàn thanh niên đi ra, sửng sốt hét lên, cậu. Người trẻ tuổi mặc áo bào màu tím đứng bên cạnh người nọ quát lớn, Diệp Bắc Minh, anh không nghe lời của thầy Phùng à? Gan to lắm đấy. Diệp Bắc Minh mặc kệ bọn họ, đi tới chỗ lão già thứ hai. Ông già thứ hai hoảng hốt cầu xin lòng từ bi từ anh, đừng mà. Cầu xin cậu. Người thanh niên mặc áo bào màu tím bước thẳng tới trước. Anh ta vô cùng tự tin ngăn cản Diệp Bắc Minh, thầy Phùng bảo anh dừng tay đấy, anh nghe không hiểu tiếng người à. Diệp Bắc Minh vung tay tát cho anh ta một cú, rồi bỏ từ đâu bay tới đó. Chát! Người trẻ tuổi mặc áo bào tím bay ra ngoài như con chó chết. Anh ta lăn mười mấy vòng mới chịu dừng lại. Nếu không nhờ ngọc bội trên cổ anh ta nứt vỡ, tỏa ra vầng sáng rực rỡ. Nhờ nó ngăn cản cú tát kia. Nếu không thì anh ta đã bị đánh chết tươi rồi. Cho dù là vậy vẫn để lại một bàn tay đỏ rực ứa máu trên mặt anh ta trông rất ghê rợn. Anh! Diệp Bắc Minh, sao anh dám đánh tôi hả? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, nếu lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy thì tôi sẽ giết chết anh. Ánh mắt người thanh niên mặc áo bào màu tím kinh hãi, hoảng sợ cúi đầu xuống. Anh ta không dám nhìn thẳng vào Diệp Bắc Minh nữa.
Ánh mắt những người thanh niên còn lại nhìn về phía Diệp Bắc Minh cũng lập lòe chớp lóe. Người đàn ông trung niên đứng chắn trước người thanh niên mặc áo bào màu tím, nở một nụ cười tự ái, niềm nở nói, Diệp Bắc Minh, cậu chớ hiểu lầm, là do chúng tôi thô lỗ quá rồi. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu bản thân mình, tôi là Phùng Vũ, là giáo viên của Tổng viện Giám sát. Nếu vừa rồi mạo phạm cậu, vậy để tôi giải thích với cậu. Bọn họ là Thái Cha, Chu Long và Đạm Đài U Nguyệt. Bọn họ đều là học sinh của Tổng viện Giám sát. Mấy người bọn họ còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới thần chủ. Thái Cha và Chu Long bước tới nói, anh Diệp, xin chào ạ. Đạm Đài U Nguyệt chỉ gật đầu với Diệp Bắc Minh mà không nói gì. Advertisement. Khí chất cô ấy hờ hững lạnh nhạt, tạo một cảm giác người lạ chớ lại gần. Diệp Bắc Minh nhíu mày nghĩ, tháp nhỏ, khí tức trên người cô ấy rất giống với chị Tiểu Yêu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp lời, đây là khí tức từ huyết mạch đó, Đạm Đài U Nguyệt này cùng chủng tộc với lục sư tỷ của cậu đó. Hả? Đôi mắt Diệp Bắc Minh rực sáng. Anh nhìn vào Đạm Đài U Nguyệt hỏi một câu, cô không phải người phải không? Hả? Thái Cha và Chu Long sửng sốt. Ánh mắt Phùng Vũ tối sầm, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Tim Đạm Đài U Nguyệt lỡ một nhịp, thờ ơ đáp, anh Diệp à, mới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà anh đã sỉ nhục tôi rồi sao? Cô biết tôi đang nói gì mà. Diệp Bắc Minh mỉm cười lắc đầu, không hề giải thích điều gì. Chỉ một câu thôi đã khiến lòng Đạm Đài U Nguyệt nhấc lên cơn sóng dữ. Lẽ nào cậu ta nhận ra thân phận của mình ư? Không thể nào. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, đến cả Thái Thượng trưởng lão của Tổng viện Giám sát còn không phát hiện được thân phận của mình nữa là, dựa vào đâu cậu ta biết được chứ? Chắc là cậu ta muốn thu hút sự chú ý của mình rồi, hừ. Đúng là đồ con người chán ngắt. Phùng Vũ mỉm cười bước tới, cậu Diệp à, tôi không lòng vòng nữa. Tổng viện Giám sát bọn tôi đã biết chuyện xảy ra trong Học viện Giám sát của Đại lục Huyết Thiên rồi. Diệp Bắc Minh nhìn Phùng Vũ, các người đến đây để hỏi tội à? Không không không. Phùng Vũ lắc đầu lia lịa, cậu Diệp chớ hiểu lầm, chúng tôi tới đây để mời cậu vào Tổng viện Giám sát. Không có hứng. Diệp Bắc Minh thẳng thừng từ chối, nơi đây là cấm địa của nhà họ Diệp, tôi đếm đến 10 các người phải lập tức rời khỏi đây. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Rồi anh từ từ bước tới chỗ lão già đang bị thương kia vung kiếm lên. Cậu Diệp, đừng mà. Phùng Vũ kinh hãi, vội vàng lên tiếng can ngăn nhưng tiếc rằng đã quá muộn rồi. Anh chém đầu người như thái khổ qua, hơn 10 cái đầu đều rơi lăn lóc xuống đất. Ngay khi chỉ còn một người cuối cùng, Diệp Thanh Lam như nghĩ đến gì đó bèn nói, Minh Nhi, để lại một tên. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lơ lửng giữa không trung, mẹ, có chuyện gì thế? Ánh mắt Diệp Thanh Lam đăm chiêu như nghĩ tới gì đó, vừa rồi mẹ nghe trong bọn họ có ai đó nói vợ chưa cưới gì đó. Nếu mẹ đoán không sai thì hẳn Nhược Giai đang nằm trong tay bọn họ. Nhược Giai. Diệp Bắc Minh biến sắc, nhìn chằm chằm vào lão già cuối cùng còn sót lại, Nhược Giai đang ở trong tay bọn ông à. Sau khi Chu Nhược Giai rơi vào khe nứt không gian thì đã mất tích. Thế mà cô ấy lại lưu lạc đến Đại lục Huyết Thiên. Ha ha ha. Lão già kia thấy đồng đội mình chết hết, sợ đến mức mặt mày trắng bệch, đôi mắt đỏ rực chi chít đầy tơ máu. Lão già kia há cái miệng ngập ngụa máu cười to, dù sao lão phu cũng chết, mắc gì phải nói cho cậu biết hả? Ngay lập tức mắt Diệp Bắc Minh đỏ rực. Advertisement. Anh thẳng tay thi triển thuật siêu hồn. Một luồng lực lượng len lỏi vào đầu lão già kia. Ngay sau đó, tất cả mọi thứ ông ta biết đều đã chảy vào đầu Diệp Bắc Minh. Anh tung trưởng đánh nát đầu lão già kia, sắc mặt anh tối sầm, bát đại gia tộc thần huyết ư. Advertisement. Rồi anh quay đầu nhìn về phía đoàn người Phùng Vũ, các người còn chưa đi à? Phùng Vũ không định buông tay anh, Diệp Bắc Minh, gia nhập Tổng viện Giám sát mới có lợi với cậu. 10, 9. Tổng viện Giám sát chúng tôi có đủ loại võ kỹ, nếu cậu đồng ý gia nhập thì cậu học cái nào cũng được hết. 8, 7. Chúng tôi còn có vô vàn tài nguyên mặc cho cậu sử dụng. Có giáo viên với kinh nghiệm tu võ phong phú giải đáp nghi vấn cho cậu.
6, 5. Đan dược, nguyên thạch và đủ loại dược liệu cậu muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu, như vậy còn chưa đủ hay sao? Cậu có yêu cầu gì thì cứ việc nói, chúng tôi đều có thể thỏa mãn cậu. 4. Tương lai của cậu không nên dừng bước ở đây mà hẳn nên hóa rồng bay lên 9 tầng mây. 3. Diệp Bắc Minh, mong cậu hãy cân nhắc một chút. 2. Ánh mắt Diệp Bắc Minh vẫn lạnh như băng, năm ngón tay siết chặt, kiếm chấn ngục xuất hiện trong tay anh. Phùng Vũ khiếp hãi, vội vàng lắc đầu, cậu Diệp, xin cáo từ. Rồi dẫn người nhanh chóng rời khỏi đây. Ngay sau khi rời khỏi khuôn viên nhà họ Diệp, Phùng Vũ dừng bước. Sắc mặt tăm tối nhìn về phía ngục giam chấn hồn, không thể tưởng tượng được thiên phú của cậu ta lại đáng sợ như vậy, đến cả Long Thích còn có thể mở ra được. Thái cha khó tin nói, trong lịch sử của Tổng viện giám sát chúng ta còn chưa tới 30 người mở được Long Tích nhỉ. Phùng Vũ ngượng nghịu gật đầu, Tổng viện giám sát có chưa tới 30 người. Tính cả mười mấy đại lục cao võ thì tổng cộng chưa có tới 100 người. Cảnh giới thần vương mở ra Long Tích thì không có lấy một ai. Cậu ta còn rất trẻ, trẻ đến mức tiền đồ vô lượng. Phùng Vũ phấn khích khua tay múa chân, không được. Nhất định phải thuyết phục cậu ta gia nhập Tổng viện giám sát. Nếu cậu ta gia nhập thế lực khác thì sẽ là tổn thất của chúng ta. Chu Long lắc đầu nói, thầy Phùng đã cho nhiều ưu đãi như vậy rồi mà cậu ta vẫn lặng yên như nước, rốt cuộc là cậu ta đang cần cái gì chứ? Nếu chúng ta không biết Diệp Bắc Minh cần gì thì rất khó thuyết phục cậu ta. Mọi người trầm mặc. Bỗng nhiên. Tôi, hình như tôi biết cậu ta cần gì. Hả? Mọi người đổ dồn ánh mắt vào đạm đài U Nguyệt. Phùng Vũ phấn khởi hỏi, U Nguyệt, em có biết cậu ta cần gì không? Chẳng lẽ hai người quen biết nhau thật? Đạm đài U Nguyệt lắc đầu đáp, hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, nhưng mà... Thầy Phùng, thầy cũng nghe câu vừa rồi nhỉ? Chẳng phải vợ chưa cưới của Diệp Bắc Minh đang nằm trong tay gia tộc thần huyết ở Đại Lục Huyết Thiên hay sao? Ánh mắt Phùng Vũ sáng ngời, em nói là. Đạm đài U Nguyệt gật đầu, đúng vậy. Bây giờ chúng ta mau chóng tới Đại Lục Huyết Thiên, dùng Tổng viện giám sát tạo áp lực. Buộc gia tộc thần huyết ấy phải giao vợ chưa cưới của Diệp Bắc Minh ra đây. Còn chúng ta đi trước một bước thuyết phục vợ chưa cưới của cậu ta gia nhập Tổng viện giám sát, thầy nói xem Diệp Bắc Minh sẽ làm gì đây. Cô ấy bổ sung thêm một câu, tôi thấy. Tuy Diệp Bắc Minh tàn nhẫn khát máu nhưng lại rất trọng tình nghĩa. Nếu chúng ta đưa người bên cạnh cậu ta gia nhập vào Tổng viện giám sát thì sẽ sao đây? Advertisement. Thái cha và Chu Long ngơ ngác, nghẹn học chết chân, nếu làm vậy thì phải nói sao với viện trưởng đây? Cái giá này lớn nhường nào chứ? Hai người nuốt nước miếng. Phùng Vũ đăm chiêu suy nghĩ, mặc kệ trả giá lớn đến mức nào đi chăng nữa, viện trưởng đều sẽ đồng ý thôi. Tại sao chứ? Thái cha và Chu Long ngơ ngác. Phùng Vũ nhìn về phía núi rồng của nhà họ Diệp, bởi vì, cậu ta có thể sánh ngang với Diệp Phá Thiên năm ấy. Diệp Phá Thiên? Thái cha và Chu Long sửng sốt, ai vậy? Lúc này, Phùng Vũ mới hoàn hồn, nhẹ nhàng cười nói, đó là người triệu năm trước rồi, người trẻ không biết âu cũng là chuyện thường tình. Nhưng nếu tổ tiên các em còn sống thì chắc chắn sẽ biết năm xưa người này đáng sợ đến nhường nào. Thái cha sửng sốt hỏi, thầy Phùng à, Diệp Phá Thiên kinh khủng thật à. Phùng Vũ lắc đầu nói, người này, hay, rất đáng tiếc. Hy vọng Diệp Bắc Minh có thể hoàn thành chuyện người nọ còn chưa làm xong. Được rồi, không nói nhảm nữa, chúng ta đến Đại Lục Huyết Thiên đi. Phương Tá che mặt nói, thầy Phùng ơi, tôi cảm thấy hơi mệt. Tôi về trước đây, mọi người cứ đi đi. Rồi người nọ âm u nhìn thoáng qua hướng nhà họ Diệp. Mặc kệ phản ứng của mọi người mà quả quyết xoay người rời đi. Mắt đạm đài U Nguyệt chợt lóe, Diệp Phá Thiên, cậu ta là con cháu của Diệp Phá Thiên ư. Nếu nhờ cậu ta ra tay liệu có thể hoàn thành sứ mệnh của gia tộc được không? Chấm chấm chấm. Phùng Vũ dẫn theo đoàn người đến Đại Lục Huyết Thiên. Học viện giám sát. Tất cả tầng lớp quản lý cấp cao đều chạy ra tiếp đón. Lão viện trưởng của học viện giám sát kinh ngạc hỏi han, hóa ra là sứ giả của Tổng viện,
sao người lại nhàn rỗi đến đại lục huyết thiên của bọn tôi thế? Lão Phu là Cổ Vân Tiêu, hiện là viện trưởng học viện giám sát ở đây. Không kịp tiếp đón từ xa xin sứ giả thứ tội, kính mời sứ giả vào ạ. Người đâu, mau đi chuẩn bị. Phùng Vũ cắt ngang lời ông ta, không cần phiền phức như vậy. Phùng Vũ, tôi tới đây chỉ có một chuyện thôi, đó là dẫn một người đi. Cổ Vân Tiêu hiếu kỳ bèn hỏi, xin hỏi Phùng sứ giả người nọ là ai ạ? Phùng Vũ bình thản đáp một cái tên, vợ chưa cưới của Diệp Bắc Minh, Chu Nhược Giai. Mọi người biến sắc. Cổ Vân Tiêu bình tĩnh hỏi, Phùng sứ giả à, người muốn tìm vợ chưa cưới của Diệp Bắc Minh thì hẳn nên đi tìm Diệp Bắc Minh mới phải chứ? Người này liên quan gì đến học viện giám sát ở đại lục huyết thiên chúng tôi chứ? Phùng Vũ cười khẩy nói, Cổ Vân Tiêu, từ khi nào đến lượt ông nghi ngờ bổn sứ giả thế? Bổn sứ giả đã nể mặt ông lắm rồi nhỉ? Sắc mặt Cổ Vân Tiêu cứng ngắc. Sao ông dám nói chuyện với viện trưởng như vậy hả? Lục Lăng Phong giận dữ tột cùng, bước ra chất vấn. Một luồng khí tức kinh hoàng ập tới. Cổ Vân Tiêu lách người ngăn cản Lục Lăng Phong, không được vô lễ. Viện trưởng. Trong mắt Lục Lăng Phong hừng hực lửa giận, cho dù ông ta là sứ giả của Tổng viện đi chăng nữa thì cũng không thể hống hách không coi ai ra gì như vậy được chứ. Chỉ là một tên mới tới cảnh giới vực vương thôi mà cũng dám hách dịch ở đây à? Bổn sứ giả hách dịch thì sao hả? Phùng Vũ bước ra. Ông ta đưa tay lên tặng cho gương mặt già nua của Lục Lăng Phong một cú tát tê tái. Lục Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, định bụng ra tay. Cổ Vân Tiêu quát lớn, Lục Lăng Phong, không được vô lễ. Chát! Tiếng vỗ thánh thót vang lên. Cái tát ấy không quá đâu nhưng lại cho Lục Lăng Phong một nỗi nhục vô cùng to lớn. Đôi mắt ông ta đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Phùng Vũ ông. Phùng Vũ cười khinh khỉnh, thế nào? Không phục à? Lục Lăng Phong như sắp tức chết, một cơn lửa giận nghẹn trong lồng ngực. Cổ Vân Tiêu khàn giọng nói, sứ giả Phùng Vũ à, ông làm vậy liệu có hơi quá đáng không? Phùng Vũ ôm tay nói, đừng tưởng rằng Tổng viện không biết chuyện bọn ông làm mấy năm qua. Bình thường các ông bắt nạt một vài thế giới cấp thấp hơn, cướp đoạt tài nguyên của họ còn chưa tính. Chuyện ở chiến trường Thái Cổ năm ấy và cả chuyện các ông làm với đại lục chân võ nữa, các ông tưởng không ai biết đến à? Nếu phải truy cứu tường tận gốc rễ thì cái gia tộc mà bọn ông gọi là gia tộc thần huyết kia sẽ nhận phải kết cục thế nào còn cần tôi nói không? Dứt lời, Cổ Vân Tiêu hãi hùng. Những người còn lại mắt đối mắt nhìn nhau. Lục Lăng Phong toát mồ hôi lạnh, cơn lửa giận hừng hực trong lòng cũng dập tắt ngay tức khắc. Dám cũng chả dám đánh. Thế nào hả? Phùng Vũ trầm mặt xuống, quát to, còn không mau giao vợ chưa cưới của Diệp Bắc Minh ra đây. Cổ Vân Tiêu căm hận không cam tâm đáp lời, vâng ạ. Chẳng mấy chốc, Chu Nhược Giai được người khác áp giải lên. Tuy cô hơi yếu ớt nhưng không quá đáng ngại. Phùng Vũ dẫn Chu Nhược Giai đi, chỉ để lại một câu, nhớ kỹ, sau này các người đừng đụng tới nhà họ Diệp. Còn có lần sau thì các ông chuẩn bị nhận lấy lửa giận của Tổng viện giám sát đi. Đợi đến khi đám người Phùng Vũ biến mất. Lục Lăng Phong phẫn nộ gào lên, mẹ nó. Phùng Vũ, ông đây nhớ kỹ ông rồi. Ông ta quay đầu nhìn về phía Cổ Vân Liêu, lão viện trưởng, sao vừa rồi ông không cho tôi ra tay? Hừ, để ông ra tay hả? Cổ Vân Tiêu lạnh lùng nói, nếu vừa rồi ông ra tay thì trong vòng một ngày nhà họ Lục sẽ biến mất không còn sót lại chút gì. Lục Lăng Phong thầm kinh hãi, nắm chặt nắm đấm, thế nhưng đến cả ông ta cũng dám sỉ nhục. Ánh mắt Cổ Vân Tiêu vẫn phẳng lặng như làn nước, âm trầm nói, lão phu bị sỉ nhục chút thì có là gì đâu, nếu Tổng viện giám sát truy cứu lại chuyện kia thật thì. Hoàng Phủ Tề hoảng loạn nói, chúng ta toang rồi còn gì. Cổ Vân Tiêu cười khẩy nói, sợ cái gì? Chuyện năm ấy, bát đại gia tộc chúng ta chỉ có tác dụng xúc tác thôi. Nguyên nhân chân chính hủy diệt đại lục chân võ còn có một cái khác. Một tên Diệp Bắc Minh nhỏ nhoi không nhấc nổi sóng gió gì đâu. Sóng gió càng lớn cậu ta chết càng nhanh. Nói xong, Cổ Vân Tiêu xoay người đi vào một căn mật thất. Ông ta niệm vài câu chú ngữ với một cái bia đá thần bí rồi quỳ rạp xuống. Advertisement.
im lặng chờ đợi. Một lát sau, tấm bia thần kia tỏa sáng rực rỡ, chiếu ra một hình ảnh. Ở trong khung hình kia là một ông lão đang ngồi trên một cái ghế đá, Cổ Vân Tiêu chỉ nhìn thoáng qua ông lão đó đã hoảng sợ cúi đầu. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Cổ Vân Tiêu cẩn thận kể lại mọi chuyện một lần nữa. Ông lão kia lạnh nhạt nói, ồ, Diệp Bắc Minh à. Cổ Vân Tiêu gật đầu lia lịa, đúng vậy. Tên này mới tới cảnh giới thần vương thôi mà đã có sức mạnh giết chết cường giả cảnh giới vực vương rồi. Quả thật còn khủng khiếp hơn Diệp Phá Thiên năm xưa nữa. Ông lão kia mỉm cười đầy ẩn ý, ha ha, ông đã từng gặp Diệp Phá Thiên rồi à? Nói hưu nói vượn. Này! Cổ Vân Tiêu sợ hết hồn, nói, không ạ, chưa từng gặp, chỉ thông qua ghi chép của gia tộc mà biết đôi chút. Tiểu nhân lỡ lời ạ, mong đại nhân trách phạt. Nhưng mà đại nhân ạ, tên này chỉ mới tới cảnh giới thần vương mà giết được cảnh giới vực vương chính là nhờ vào một thanh kiếm. Một thanh kiếm sao? Nghe đến đây, ông lão kia hứng thú hơn chút. Mời đại nhân xem thử. Cổ Vân Tiêu lấy ra một miếng thủy tinh màu tím. Ông ta rót chân nguyên vào đó. Miếng thủy tinh sáng rực, mô hình kiếm càn khôn chấn ngục hiện lên. Một luồng khí tức xa xưa hùng hồn ập tới. Ông lão kia hơi sửng sốt, thanh kiếm này là... Ông lão vô cùng kích động. Ký hiệu được khắc trên thân kiếm càn khôn chấn cung cực kỳ tương tự với ký hiệu ông lão kia thấy ở chiến trường Thái Cổ. Lẽ nào nó là do Diệp Phá Thiên cầm ra từ đó? Ông lão trầm ngâm nói, Cổ Vân Tiêu, ông có biết cái kết khi lừa gạt tôi là gì không? Rầm rầm rầm. Cổ Vân Tiên điên cuồng dập đầu xuống đất, đại nhân. Tôi dám dùng tính mạng của người nhà họ Cổ thề. Thề rằng mỗi một câu của mình đều là sự thật, nếu Tổng viện giám sát không nhúng tay vào thì bọn tôi đã giết được cái tên chó má Diệp Bắc Minh kia rồi. Nào cần làm phiền đại nhân đâu chứ? Ánh mắt ông lão kia chợt lóe, không nói gì. Một lát sau, giọng nói lạnh như băng vang lên, bên phía Tổng viện giám sát lão phu sẽ xử lý. Trong vòng một ngày, trên thế giới này sẽ không có Diệp Bắc Minh này nữa. Cổ Vân Tiêu mừng rỡ, dập đầu nói, thuộc hạ biết rồi ạ. Cùng lúc đó, ở sâu trong Tổng viện giám sát, trong một tòa nhà cổ kính. Con cháu của Diệp Phá Thiên ư, Diệp Bắc Minh. Diệp Phá Thiên ơi Diệp Phá Thiên, lẽ nào đây là thứ Diệp Phá Thiên chuẩn bị cho con cháu mình sao? Mắt ông lão chợt lóe như đang tự hỏi gì đó. Advertisement. Ngay sau đó, ông lão bật cười, chỉ một hậu duệ cảnh giới thần vương thì có thể thay đổi được gì chứ? Ma Phong. Vút. Một làn gió thổi qua, một người đàn ông mặc áo choàng đen quỳ xuống nói, có thuộc hạ. Advertisement. Nghe được hết nhỉ? Ngón tay khô héo của ông già kia nhẹ nhàng gõ ghế đá, giết Diệp Bắc Minh rồi đem thanh kiếm kia về đây. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi học viện giám sát, Phùng Vũ dừng bước, Chu Long, cậu đã dùng lưu ảnh thạch ghi lại hình ảnh vừa rồi chưa? Chu Long chắp tay đáp, thầy Phùng, đã ghi lại hết rồi ạ. Phùng Vũ hài lòng gật đầu, cậu đưa lưu ảnh thạch cho Diệp Bắc Minh, nói với cậu ta rằng chúng ta đã cứu vợ chưa cưới của cậu ta đến đây rồi. Vâng ạ. Chu Long vừa định rời đi. Đạm Đài U Nguyệt bỗng mỉm cười nói, thầy Phùng, để tôi đi đi. Em đi à, Phùng Vũ hơi bất ngờ. Đúng vậy. Đạm Đài U Nguyệt gật đầu. Phùng Vũ suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Chấm chấm chấm. Nhà họ Diệp. Diệp Bắc Minh vừa mới chữa trị hoàn tất vết thương trên người Diệp Thanh Lam và Diệp Thanh Dương. Một tên người hầu hối hả chạy vào, cậu chủ, bên ngoài có một nam một nữ đến đây tự xưng là người của đế tộc ở Đại Lục Linh La. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Tên người hầu thứ hai chạy vào, cậu chủ. Có một cô gái giới thiệu mình tên là Đạm Đài U Nguyệt, đến đây cầu kiến ngài. Diệp Bắc Minh nghĩ một lát rồi bảo bọn họ đến đại điện. Vâng ạ. 15 phút sau, trong đại điện nhà họ Diệp. Diệp Bắc Minh vừa xuất hiện, Đế Khuyết đã bước tới chào hỏi, cậu Diệp, cậu đã đi ra rồi. Tôi đại diện cho đế tộc thành tâm mời cậu gia nhập. Ở đây có 1.000 viên đan dược cấp đế, 100 triệu cân nguyên thạch. 300 gốc dược liệu hơn 10.000 năm tuổi. Đương nhiên đây chỉ là quà gặp mặt.
chỉ cần cậu Diệp đồng ý gia nhập đế tộc thì còn có nhiều phần quà tốt hơn đang chờ đợi cậu. Đế Khởi La kiêu ngạo hỏi, hì hì, nể mặt anh quá rồi nhỉ. Còn không mau đồng ý đi, sau này đế tộc bọn tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nhà họ Diệp anh. Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời, muốn tôi gia nhập thế lực sau lưng các người là điều không thể. Đế Khuyết nhướng mày, ồ, cho xin lý do. Đế Khởi La rất thất vọng, vì sao chứ? Đạm Đài U Nguyệt vẫn im lặng không nói gì. Nhưng mà, Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn bọn họ nói tiếp, nhà họ Diệp có thể liên minh với các người. Đế Khuyết sửng sốt, liên minh ư? Đúng vậy, liên minh. Diệp Bắc Minh gật đầu một cách hiển nhiên, cả hai bên có địa vị ngang nhau, tôi cũng không bị các quy tắc của các người trói buộc. Sắc mặt Đế Khuyết hơn trầm xuống, cậu Diệp, tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi. Đế tộc chúng tôi không cần liên minh với gia tộc nào cả. Cái chúng tôi cần chính là cậu Diệp gia nhập đế tộc mà thôi. Advertisement. Ông ta coi trọng Diệp Bắc Minh. Không có nghĩa là coi trọng cả nhà họ Diệp. Có thể nói rằng ngoại trừ Diệp Bắc Minh ra, thì đế tộc khinh thường tất cả người nhà họ Diệp. Diệp Bắc Minh lắc đầu, vậy thì không cần bàn bạc gì nữa, tiễn khách. Advertisement. Sắc mặt Đế Khuyết lập tức tối sầm, cậu Diệp. Tuy cậu có chút thực lực đó nhưng sợ rằng cậu còn chưa biết rõ về thực lực của đế tộc đâu nhỉ. Nếu cậu muốn gia nhập đế tộc thì lão phu giơ cả hai tay hoan nghênh. Nhưng nếu là liên minh, dựa vào thực lực của nhà họ Diệp. Ha ha, Đế Khuyết cười khẩy nói, dẫu có là ở thời kỳ mạnh nhất của Diệp Phá Thiên khi xưa cũng không có tư cách ấy. Đế Khởi La luống cuống, ông Chín, ông nói cái gì thế? Chẳng phải khi chúng ta tới đây đã thống nhất với nhau rồi hay sao, thế nào lại thành như vậy chứ? Đế Khuyết hừ nói, cậu ta muốn liên minh chả khác nào mơ mộng hão huyền. Diệp Bắc Minh, cậu vẫn nên cân nhắc một chút đi, một là gia nhập đế tộc. Vứt bỏ họ Diệp của mình đổi thành họ của đế tộc bọn tôi. Hai là chúng tôi sẽ thu hồi toàn bộ điều kiện cho cậu vừa rồi lại. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, tiễn khách. Một tên người hầu bước lên nói, vâng thưa cậu chủ. Hai vị, xin mời trở về. Hừ. Đế Khuyết hừ, phất tay áo rời đi. Trước khi đi ông ta để lại một câu, tám gia tộc thần huyết kia không phải hàng dễ xơi đâu. Diệp Bắc Minh, tôi tin rằng cậu sẽ hối hận sớm thôi. Đế tộc bọn tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đổi ý liên hệ với bọn tôi. Rồi ông ta để lại một miếng ngọc bội. Diệp Bắc Minh chỉ tay ra, ngọc bội hóa thành một đống bột mịn, không cần. Đế Khuyết tức điên, bật cười nói, ha 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 ha, được lắm. Diệp Bắc Minh, tôi xem một mình cậu làm cách nào chống lại tám gia tộc thần huyết kia. Sau khi bọn họ rời khỏi nhà họ Diệp. Đế Khởi La tức dậm chân, ông Chín, sao ông lại nói vậy chứ? Chúng ta đâu có định vậy đâu. Gương mặt già nua của Đế Khuyết tối sầm lại rồi lắc đầu bảo, điều này sao có thể trách ông được chứ? Tên nhóc này lại muốn liên minh với đế tộc đó. Nhà họ Diệp có tư cách đó sao? Đế Khởi La trầm ngâm nói, ông Chín không thấy thiên phú của cậu ta ư? Đế Khuyết lắc đầu đáp, thiên phú cái gì chứ? Tất cả đều dựa vào thanh kiếm kia. Nếu không phải nhờ thanh kiếm kia thì thiên phú của cậu ta cũng bình thường thôi. Khởi La bé nhỏ à, cháu cứ chờ xem, với tính cách của cậu ta sớm muộn gì cũng lật thuyền thôi. Rồi sẽ có ngày cậu ta đến cầu xin đế tộc, đến lúc ấy, chúng ta muốn ra điều kiện gì chả được. Đế Khởi La trầm mặc, một lát sau mới ma xui quỷ khiến thốt ra một câu, sợ rằng đến lúc đó sẽ là đế tộc chúng ta cầu xin cậu ta. Chấm chấm chấm. Trong đại điện, Diệp Bắc Minh nhìn Đạm Đài U Nguyệt, nếu mời gia nhập thì không bàn nữa. Đạm Đài U Nguyệt vào thẳng vấn đề, vật này, cầm lấy. Cô ấy vung tay quăng một miếng lưu ảnh thạch ra. Diệp Bắc Minh khó hiểu bèn rót chân nguyên vào lưu ảnh thạch. Trong đó hiện lên cảnh đã xảy ra ở học viện giám sát, quả nhiên anh đã thấy Chu Nhược Giai. Sau khi thấy Chu Nhược Giai không có việc gì, Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm. Đạm Đài U Nguyệt bình thản nói tiếp, Diệp Bắc Minh, đây là thành ý của chúng tôi. Advertisement. Vợ chưa cưới của anh bị kinh hoàng,
chúng tôi đã đưa cô ấy tới Tổng viện giám sát để tĩnh dưỡng rồi. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể qua thăm cô ấy, đợi đến khi cô ấy khôi phục, chúng tôi sẽ đưa cô ấy về đây. Nếu anh cảm thấy thành ý này đủ rồi thì có thể cân nhắc gia nhập Tổng viện giám sát. Nếu như anh không muốn thì coi như tôi chưa từng nói câu ấy. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dịu hơn nhiều, cảm ơn. Đạm Đài U Nguyệt hơi bất ngờ, anh cũng biết cảm ơn à. Tôi còn tưởng anh oán trời oán đất nữa cơ. Khụ khụ, thế hả? Diệp Bắc Minh lúng túng ho khan. Phụt. Đạm Đài U Nguyệt che miệng cười, đương nhiên rồi. Cảm thấy không phù hợp với thân phận của mình, gương mặt cô ấy trở nên nghiêm túc, đúng rồi, còn một chuyện khác nữa, tôi muốn hỏi. Đột nhiên. Nhẫn chữ vật trên ngón tay Diệp Bắc Minh rung lên. Anh cầm ra một miếng ngọc bội màu đen. Bên trong truyền tới giọng của Hắc Long Vương, Đồ Nhi, sư tỷ của cậu tỉnh rồi. Vạn giám truyền âm. Diệp Bắc Minh giật mình, cô Đạm Đài, xin lỗi không tiếp chuyện được nữa. Chấm 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 chấm. Sâu trong Long Đảo. Bên cạnh Long Trì. Thiên Nhận Băng đã tỉnh lại, thay một bộ váy dài mới tinh màu lam. Diệp Bắc Minh nhanh chóng bước lên trước, nhị sư tỷ. Trạng thái của Thiên Nhận Băng có chút không đúng, vẻ mặt hơi mê mang, tiểu sư đệ, em tới đây. Diệp Bắc Minh khá bận tâm, nhị sư tỷ, chị sao thế? Tiểu sư đệ, em có biết thiên nữ không? Thiên Nhận Băng quay đầu, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh sửng sốt, nhị sư tỷ, các chị biết cả rồi sao? Thiên Nhận Băng khẽ mỉm cười, giọng vô cùng bình tĩnh, ngay từ khi biết chuyện này, bọn chị đã biết số mệnh của mình rồi. Hiến tế sinh mệnh, tu bổ thế giới chân võ. Không chỉ có chị, còn có Tiểu Độc Tiên, Lạc Ly, Tử Cơ, Yêu Yêu, Như Khanh, Tuyết Kỳ, Hồng Đào, Như Yên nữa. Số phận của họ cũng giống như chị. Trái tim Diệp Bắc Minh co thắt. Chuyện anh lo lắng nhất vẫn phải tới. Diệp Bắc Minh thở gấp, các sư tỷ đâu rồi? Thiên Nhận Băng trả lời, bọn họ có sứ mệnh của mình. Sứ mệnh gì cơ chứ? Diệp Bắc Minh truy hỏi. Đồng tử của Thiên Nhận Băng co lại, tìm long mạch đã mất của đại lục chân võ. Mặt Diệp Bắc Minh cứng lại. Tu bổ đại lục chân võ hư hại, phải tìm được long mạch đã mất. Nếu không, tất thảy đều không có tác dụng gì. Long mạch ở đâu? Thiên Nhận Băng trả lời, thế lực của rất nhiều đại lục ở thế giới cao võ đều tham gia vào việc chia cắt long mạch của đại lục chân võ. Tám gia tộc thần huyết chỉ là một trong số đó thôi, còn có những thế lực khác nữa. Mỗi một thế lực đều khổng lồ, dù nhà họ Diệp, thậm chí là Hoa tộc, ở thời kỳ thịnh vượng cũng không phải là đối thủ của họ. Cô ấy khẽ gật đầu, tiểu sư đệ, chuyện này không liên quan đến em. Mặt Diệp Bắc Minh đầy nghiêm nghị, chuyện này có liên quan đến em. Chuyện của các chị chính là chuyện của Diệp Bắc Minh em, bất kể thế nào, em cũng không thể để các chị đi hiến tế được. Thiên Nhận Băng nhìn Diệp Bắc Minh bằng vẻ mặt phức tạp, tiểu sư đệ, chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu. Diệp Bắc Minh tiến lên, nhị sư tỷ, nói cho em biết tất cả đi. Thiên Nhận Băng vẫn lắc đầu, tiểu sư đệ, nếu em biết tất cả thì cũng chỉ tuyệt vọng thôi. Cô ấy kéo Diệp Bắc Minh vào lòng, tiểu sư đệ, ngoan, sứ mệnh của sư tỷ còn chưa hoàn thành. Cô ấy vỗ vào lưng Diệp Bắc Minh. Rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra, được rồi, chị đi đây. Diệp Bắc Minh ôm Thiên Nhận Băng, không, nhị sư tỷ, em có thể giúp các chị. Nghe lời, buông tay đi. Giọng Thiên Nhận Băng cứng lại. Diệp Bắc Minh đưa người, buông tay ra. Thiên Nhận Băng cười thoải mái, từ khi chị em bọn chị sinh ra, số mệnh đã định rồi. Tiểu sư đệ, tương lai của em sáng ngời, nhất định có thể đi lên đỉnh cao võ đạo. Cô ấy xoay người, kiên quyết rời đi. Cô ấy đã chuẩn bị hy sinh cho đại lục chân võ. Diệp Bắc Minh đuổi theo kêu lên, nhị sư tỷ. Thiên Nhận Băng khẽ quát, tiểu sư đệ, đứng lại. Không được phép đuổi theo, thực lực của đệ không đủ để đối địch với chúng. Hứa với ta, không được đi tìm chết.
Cát sư tỷ chỉ có thể đi cùng đệ tới đây, hãy quên bọn chị đi. Hãy coi như một giấc mơ đi. Diệp Bắc Minh cứng ngắc tại chỗ. Anh trơ mắt nhìn Thiên Nhận Băng rời đi. Hai nắm đấm siết chặt lại. Hắc Long Vương đi tới, Đồ Nhi. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên, sư phụ, thực lực của con không đủ thật sao? Con mới ở cảnh giới thần vương đã có thể chém chết được cao thủ Vực Vương. Tại sao sư tỷ không tin con? Vực Vương là thứ gì? Chỉ là con kiến hôi thôi. Hắc Long Vương cười lạnh, tôi nói cho cậu biết, kẻ địch còn kinh khủng gấp trăm lần thầy. Còn mạnh hơn cảnh giới vực chủ trăm lần sao? Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group trò chuyện vui vẻ nha. Tiếp tục ủng hộ metiuyensot.com.vn ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha. Hắc Long Dương tiếp tục nói, sư tỷ của cậu làm đúng lắm, dựa vào tính cách của cậu, nếu trực tiếp đi gây chuyện với những kẻ đó. Cậu cảm thấy cậu có chết không? Diệp Bắc Minh gào lên, sư phụ, con muốn tăng cảnh giới. Con muốn mạnh lên. Bây giờ anh chỉ có con đường duy nhất là mạnh lên. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên, sư phụ, con cần tài nguyên tu võ. Hắc Long Vương thở dài, tộc rồng đen đã sa sút, nay chỉ còn lại khoảng hơn trăm người. Ngoài long mạch sắp cạn kiệt dưới long trì, viên long châu này chính là nguồn năng lượng duy nhất của tộc rồng đen. Đồ Nhi, nếu cậu cần, thầy sẽ tặng nó cho cậu. Ông ta giơ tay lên, long châu xuất hiện trong tay. Đồng tử của Diệp Bắc Minh co rút lại. Anh quả quyết từ chối. Advertisement. Sư phụ, con không thể nhận Long Châu được. Hắc Long Vương yên lặng gật đầu, đã vậy, thầy sẽ tặng con một món bảo vật khác. Ông ta lật tay, trong tay xuất hiện một bộ áo giáp màu đen. Mỗi một mảnh giáp đều được chế thành từ vảy của rồng đen. Diệp Bắc Minh cảm nhận được sự mạnh của bộ áo giáp đó, đây là gì? Hắc Long Vương trịnh trọng giới thiệu, thứ này được gọi là Hắc Long Giáp. Mỗi một mảnh giáp bên trên đều được rút xuống từ cơ thể Long Vương của tộc rồng đen sau khi chết. Truyền thừa mấy triệu năm mới được bộ Hắc Long Giáp này. Nhóc con, đây là thánh vật của tộc rồng đen, đừng để nó bị mai một. Sư phụ, con. Diệp Bắc Minh muốn từ chối. Hắc Long Vương lạnh lùng nói, nhóc này, sư phụ hờ tôi không có gì tốt cho cậu cả. Cậu đừng chối bộ Hắc Long Giáp này, mặc vào đi. Dạ. Thấy Hắc Long Vương kiên trì như vậy, Diệp Bắc Minh cũng đồng ý. Sau khi anh mặc vào, Hắc Long Giáp lập tức trở nên trong suốt. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một con rồng đen quấn quanh cơ thể Diệp Bắc Minh, như đã hòa làm một thể với anh. Mắt Hắc Long Vương sáng lên, đây là linh hồn của tổ tiên sao? Sao có thể chứ? Đã nhiều năm như thế, linh hồn của tổ tiên đều chưa từng xuất hiện. Thằng nhóc kia mới mặc Hắc Long Giáp vào đã xuất hiện. Chẳng lẽ nhóc con này thật sự có thể thay đổi số mệnh của tộc rồng đen sao? Chấm chấm chấm. Trong đại điện của nhà họ Diệp, Đạm Đài U Nguyệt cũng không rời đi. Thấy Diệp Bắc Minh quay về, cô ấy nhanh chóng tiến lên, sao chưa nói tiếng nào đã đi thế? Diệp Bắc Minh nói, tôi quyết định sẽ gia nhập vào học viện giám sát. Đạm Đài U Nguyệt ngạc nhiên, sao đột nhiên anh lại đổi ý? Diệp Bắc Minh nhìn Đạm Đài U Nguyệt, thứ nhất, bất kỳ tài nguyên tu võ nào mà tôi muốn, các người cũng phải cung cấp cho tôi vô điều kiện. Thứ hai, tôi sẽ không chịu bất kỳ chỉ đạo nào thì học viện giám sát. Thứ ba, các người phải bảo vệ sự an toàn của người nhà họ Diệp, Thanh Huyền Tông và Phần Thiên Tông. Tôi không hy vọng sau khi tôi vào học viện giám sát còn nghe được tin bất kỳ ai gặp nguy hiểm. Đạm Đài U Nguyệt giải thích, học sinh ngoại viện của học viện giám sát mới phải làm nhiệm vụ, học sinh nội viện có làm gì cũng không ai cản. Chỉ cần anh gia nhập vào học viện giám sát, nhất định có thể trở thành học sinh nội viện ngay. Người nhà anh sẽ được chúng tôi bảo vệ vô điều kiện. Còn tài nguyên tu võ vô điều kiện mà anh muốn, e là hơi khó khăn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.